Xin chào tất cả quý vị khán giả Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại một người tác giả rất tài năng của kênh Huỳnh Thiên Hương Với một câu chuyện cực kỳ là xúc động Mang tên Bi kịch kẻ sát nhân Và câu chuyện này sẽ được diễn ra như thế nào Thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé Báo thức trên điện thoại vừa reo lên một giây, thì đã có cánh tay vươn tới tắt đi. Hoài nhanh chóng ngồi dậy, trên mặt không có một chút say ke nào, cả người trông vô cùng tỉnh táo. Dường như việc đặt báo thức chỉ là một việc làm được cấu thành thói quen mà thôi. Báo thức được đặt là 5 giờ 45 phút, Hoài có 15 phút để chuẩn bị tóc tai quần áo, 10 phút để ôn bài, 5 phút để ăn sáng. Đúng 6 giờ 15 thì rời khỏi nhà mỗi buổi sáng của cô hầu như đều trôi qua như vậy giống như một hệ thống đã được lập trình sẵn liên tục lặp đi lặp lại từ thứ hai đến thứ bảy hoài sách trên tay bộ đồng phục nghĩ nghĩ rồi lại đi tới tủ đặt cạnh cửa sổ từ bên trong lấy ra một chai sữa rửa mặt mới toanh chai trong phòng tắm đã hết cả tuần nay mẹ cô lại không có ở nhà nên chắc cũng không có ai thay thế trong nhà chỉ có một cái nhà tắm kiêm phòng vệ sinh nên mỗi lần muốn dùng đến thì phải rời khỏi phòng hơn nữa mỗi lần dùng cũng không được quá lâu nếu không sẽ ảnh hưởng đến người sau trong nhà hiện tại chỉ có hai người nhưng trước đó thì có tới năm người ngoài cha mẹ cô ra còn có hai người họ hàng đến ở nhờ trong lúc chị bệnh ung thư nói là ở nhờ nhưng lại ở tận ba năm trong ba năm đó hoài tận mắt chứng kiến một người lúc nào cũng mỉm cười cả người khỏe mạnh tráng lực từ từ trở nên u sầu gầy guộc cuối cùng chỉ còn lại một cơ thể gầy nhom cùng cái đầu chọc lóc bà nằm chống chọi cuối cùng kết quả cũng không khác biệt gì một người qua đời người còn lại thương tâm không vượt qua được lúc được người thân từ quê lên đón thì cũng đã như cái xác không hồn nhưng hoài không quan tâm lắm cô đã quá chán ngán với cái việc cứ phải nghe người họ hàng kia trên rỉ đau đớn giữa đêm. Có mấy tối còn chẳng ngủ yên vì trong nhà lúc nào cũng có tiếng khóc, tiếng nói chuyện ồn ào. Cô chỉ biết rằng sau khi hai người họ đi, cuối cùng cô cũng có thể thoải mái ngồi ở phòng khách xem tivi. Có thể thoải mái sử dụng nhà vệ sinh mà không bị ai hối thúc. Hoài từ phòng tắm đi ra thì trên người đã chuyển sang mặc đồng phục. Lúc này mới nhìn được thấy dáng vẻ thiếu nữ thanh xuân trên người cô. Bình thường, nét mặt cô lúc nào cũng âm trầm khó đoán. So với tuổi thật trông trưởng thành hơn rất nhiều. Cầm theo bộ đồ đã được thay gia đình quay về phòng, Hoài lại bị tiếng nói chuyện ở ngoài sân thu hút. Cô không đi ra cửa trước mà ngược lại, vòng xuống nhà bếp. Cửa sổ ở đó vừa vặn nhìn thấy được người đàn ông đang nói chuyện bên ngoài. Đứng ở góc độ đó, nội dung cuộc nói chuyện chuyển tới tay cô không sót một chữ. Em định ở bến tới chừng nào Cũng đâu thể cứ mỗi người một nơi như vậy được Mới đầu thì ngày nào cũng hỏi Nhưng độ chừng hơn tháng nay không nghe hỏi nữa Nó cũng không gọi cho em luôn hả à? Có khi nào chỉ là tuổi dậy thì nhạy cảm không Còn nửa năm nữa thôi Nó đủ 18 tuổi thì mình khỏi lo nữa rồi Khi đào con thức nhớ gọi điện cho anh nhìn con với Hồi em đẻ anh đã dùng hết phép năm rồi Giờ muốn nghỉ cũng không dám nghỉ nữa khổ thiệt chứ Ờ ừ, em ngủ tiếp đi Người đàn ông không hề biết cuộc nói chuyện của mình Đã bị nghe thấy hết Anh cố tình đi ra sân nói chuyện Nhưng lại quên mất việc vặn nhỏ âm lượng Cũng quên mất thời gian này Là lúc Hoài thức dậy chuẩn bị đi học Bởi vậy mà lúc anh nói chuyện xong Vừa đi tới cửa Mở ra Thì đúng lúc chạm mặt với Hoài từ bên trong đi ra Ánh mắt sắc lẻm như nhìn thấu được mọi chuyện của Hoài khiến người đàn ông tự dưng cảm thấy trột dạ, giống như bản thân vừa làm chuyện xấu xa gì vậy. Cha, con đi học đây. Hoài mỉm cười nói. Người đàn ông gật gật đầu rồi né sang một bên để cô bước ra. Sau đó cũng không vào nhà, mà đứng đó nhìn theo bóng lưng Hoài, đến lúc cô đi khuất mới dám thở lại một cách bình thường. Trong lòng không nhìn được cảm thán, rõ ràng là một đứa nhỏ xinh đẹp, sắc sảo như vậy nhưng tại sao lại? Sau lời tự hỏi bỏ lường đó, người đàn ông thở dài một hơi rồi đi vào nhà. Ông cũng phải chuẩn bị đi làm rồi. Bình thường mỗi sáng Hoài sẽ đi sớm để đến nhà một người bạn học. Đón bạn xong, cả hai sẽ cùng đạp xe tới trường. Nhưng hôm nay mới đi được nửa đường, Hoài đã nhận được tin hôm nay bạn học sẽ được cha đưa đi. Cô không cần sang đợi. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, rõ ràng là sắc mặt hoài đã thay đổi chỉ trong chớp mắt hai mắt cô tối sầm lại mặt lạnh tanh quay đầu xe chạy nhanh tới trường học điều kỳ lạ là buổi sáng khi nghe được những lời cha nói về mình nhưng hoài lại không có cảm giác gì thế nhưng bạn học chỉ nhắn tin bảo không đi cùng thôi mà hoài lại tỏ ra giận dỗi mà cũng có thể hiểu được vì hai người sống cùng hoài hiện tại không phải là cha mẹ ruột của cô Hai người họ chỉ là một cặp vợ chồng hiếm muộn đã làm nhiều cách Nhưng vẫn không thể có con Sau đó vì lo lắng đến lúc tuổi già Sẽ không có người chăm sóc Nên mới muốn nhận nuôi một đứa con Hai người thông qua sự giới thiệu của một vài người quen tìm được Hoài Phải nói rằng Hoài có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh và đáng thương Cô gặp được cha mẹ nuôi lúc cha mẹ đuột cô vừa hoàn thành xong thủ tục ly hôn Thậm chí hai người họ vì sao ly hôn lúc nào quan hệ hôn nhân xảy ra vấn đề, lúc nào tranh cãi, lúc nào quyết định chia tay, hoài đều không biết. Có lẽ vì lúc đó cô còn quá nhỏ, không để ý tới, hoặc là hai người họ giấu quá kỹ, cô không biết được. Sau khi ly hôn, cả hai đều không muốn nhận nuôi hoài, dù năm đó cô đã được 7 tuổi, hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân. Thế nhưng, mặc dù là cha mẹ ruột, nhưng chẳng ai trong hai người muốn nuôi dưỡng cô cả từ ban đầu bên nhà nội cô đã không chấp nhận mẹ cô vì hai người chưa cưới mà chửa lại có lời đồn mẹ cô là loại đàn bà không đàng hoàng chưa biết chừng đứa bé trong bụng không phải là của con trai họ lúc có cô bên nhà nội đã không thích biết cô là một bé gái hai người họ lại càng không thích từ khi hiểu chuyện số lần cô về nhà nội còn chưa đếm đủ một bàn tay cho nên từ ban đầu cô đã xem như không có nhà nội cha cô bị bà nội to nhỏ nói chuyện cũng đâm ra ghét bỏ cô còn về phần mẹ cô năm xưa là bỏ học đại học không nghe lời cha mẹ khuyên bỏ đi theo cha cô thì cũng đã tuyệt giao với gia đình sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn mẹ cô trở về nhà soạn đồ rời đi lúc gặp cô chỉ nói bản thân bất chấp tất cả để sinh ra cô bỏ công việc bỏ gia đình bỏ cả thanh xuân để chăm sóc nuôi dưỡng cô thì đã làm hết trách nhiệm bà còn bảo bản thân không mong cô báo hiếu hay chăm sóc lúc về già cho nên cô hãy tự lo cho bản thân từ lần đó cho đến hiện tại hoài cũng chưa gặp lại người mẹ ruột đó thêm lần nào nữa hoài vẫn còn cha mẹ vẫn còn nội ngoại hai bên dòng họ hơn trăm người nhưng chẳng một ai có ý định nuôi dưỡng cô đối với họ cô chỉ là một cánh nặng hơn nữa cha mẹ vẫn còn đó không ai dám chắc tương lai hai người họ không đến tìm nếu vậy chẳng khác nào bỏ công nhưng chẳng thu lại được gì một người nói trăm người nghĩ cuối cùng người bị bỏ lại vẫn là hoài cũng may là trước khi hoài trở thành một đứa lang thang đầu đường xó chợ thì cha mẹ nuôi đã tìm đến bình thường người ta chỉ muốn nhận nuôi những đứa bé sơ sinh nhiều nhất là một hai tuổi vì họ nghĩ đó là khoảng thời gian thích hợp nhất để gây dựng một mối quan hệ tình thân từ hai phía không có quan hệ huyết thống với nhau. Hoài nghe nói lúc đó cũng có nhiều người lời qua tiếng lại bảo cha mẹ nuôi Hoài không nên nhận cô, kẻo nuôi ong tay áo, nuôi giặc trong nhà. Nhưng hai người họ vẫn kiên quyết với ý định của mình. Một phần vì họ thấy cô quá đáng thương, một phần vì hai người đã trải qua nhiều lần hy vọng rồi lại thất vọng về chuyện con cái sự chuẩn bị cho sự xuất hiện của thành viên mới đã trở nên hao mòn. Cho nên đối với họ, đón một đứa bé 7-8 tuổi về nhà vẫn là một lựa chọn sáng suốt nhất. Thế là, năm 7 tuổi đó, hoài theo cha mẹ nuôi về nhà. Nhà cha mẹ nuôi không giàu có, hai vợ chồng đều là công nhân ở một khu công nghiệp. Lương mỗi tháng cũng chỉ đủ chi trả chi phí sinh hoạt hàng ngày. Lúc trước vì mong muốn có con mà cả hai đã không tiếc tiền đi tìm thầy hay, bốc thuốc giỏi về uống. Tiền tiết kiệm được dùng để mua xe sửa nhà, cũng vì vậy mà đi tông. Thậm chí có những tháng một trong hai người bị bệnh, hoặc có cưới dỗ ma chay bất chợt thì cũng phải đi vay mượn bạn bè. Cho nên từ ban đầu, cái khó khi họ tìm đến hoài không nằm ở việc cô lớn tuổi hay những tin đồn không hay vây xung quanh cô. Vấn đề lớn nhất của bọn họ nằm ở tiền bạc trong lòng hai người đều lo sợ sẽ không cho cô có được cuộc sống đủ đầy hạnh phúc nhưng hoài vẫn là một đứa nhỏ hiểu chuyện cô chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì ngoài tình thương có lẽ vì ám ảnh bị bỏ rơi cô không muốn lại bị bỏ rơi lần nữa nên lúc nào cũng thể hiện rằng bản thân rất vui vẻ khi được sống ở đây thế nhưng điều hoài không ngờ chính là mẹ nuôi cô vậy mà lại đột nhiên mang thai Quả ngọt từ trên trời rơi xuống nhưng lại không hề đúng lúc. 9 tháng 10 ngày sau, cô không hề mong muốn nhưng tự dưng lại có được một đứa em trai. Hoài không vui nhưng cha mẹ cô lại rất vui. Tình yêu thương dành cho cô cũng bị đem chia thành hai phần. Cô cảm nhận được sự xa cách của cha mẹ nuôi đối với cô kể từ khi em trai được sinh ra. Mấy tháng trước, mẹ cô đột nhiên đem theo em trai về bên ngoài Bảo là sức khỏe kém không thể lo được cho em Nên về quê nhờ bà ngoại chăm sóc giúp Nhưng cô biết Mẹ nuôi chính là muốn mang em trai tránh xa cô Cha cô kể từ đó cũng không còn quan tâm cô nhiều như trước nữa Sự lạnh nhạt của cha mẹ nuôi khiến Hoài nhận ra một sự thật rằng Giữa một đứa con ngang xương đưa về Và một đứa do mình rứt ruột đẻ ra Giữ lại ai, bỏ đi ai Không phải đã rõ ràng quá rồi sao Cha mẹ nuôi chỉ là những người làm công ăn lương, hơn nữa còn là làm công ăn lương ở mức thấp. Đối với họ, một đứa thì ráng cồng gánh còn được, nhưng hai đứa thì không thể nào. Đó cũng là lúc Hoài nhận ra cô lại sắp bị bỏ rơi lần nữa. Có lẽ là vào lúc cô đủ 18 tuổi, giống như những gì cha nuôi đã nói ban sáng. Nhưng Hoài không quan tâm nhiều, vì hiện tại cô đã có được một người bạn tri kỷ. Người bạn sẵn sàng giang tay chào mừng cô sẵn sàng ở bên cạnh nghe cô tâm sự đủ chuyện, thậm chí còn nói muốn cùng cô đi đến nơi mà người bạn ấy thích nhất. Chỉ cần người bạn này ở bên cạnh, cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi cô đều không cần nữa. Hơn nữa lần này cô nhất định sẽ không để bản thân bị bỏ rơi lần nữa, vì cô đã không còn là một đứa nhóc 7 tuổi nữa rồi. Buổi sáng hoài đi học bằng một chiếc xe đạp cũ được cha nuôi cô mua lại từ một người quen cô nghĩ có lẽ sau cô thì chiếc xe này cũng nên được nghỉ hưu là vừa chiếc xe đạp cọc cạch như sắp vỡ ra từng mảnh khiến cô thường xuyên trở thành tâm điểm trong mắt của các bạn học vì chung quy nơi bọn họ ở chỉ cách trung tâm thành phố mấy cây số vật giá leo thang kinh tế suy thoái cộng thêm sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình cô vẫn còn được đi học âu cũng là tốt phước lắm rồi hỏi tới trường gửi xe xong thì chạy đến tiệm tạp hóa bên cạnh cổng trường mua đồ ăn và bút mực chủ tiệm lúc tính tiền nhìn thấy mấy thứ cô mua liền tò mò hỏi sao cái nào bây giờ cũng mua hai thứ vậy để phòng hở hoài lắc đầu cười nhẹ nói không phải còn mua cho bạn con nữa chủ tiệm bỏ hết đồ trước mặt vào túi ni lông báo ra một con số cho hoài Hoài từ trong chiếc ví nhỏ lấy ra tờ 50.000 đưa qua. Cô nhận lại tiền thối rồi bỏ vào túi. Lúc định quay đi thì như nhớ ra gì đó, chồm người nói nhỏ bên tai chủ tiệm. Chủ tiệm mỉm cười ra vẻ sâu xa hỏi. Lấy loại nào, đắt tiền hay rẻ tiền? Lấy loại đắt tiền ạ, à, ở đây có bán quần luôn không? Chủ tiệm nhíu mày, lần này thì bật cười ra tiếng. Tiệm gì bán tạp hóa thiệt Nhưng cái đó thì không bán đâu Lúc nó tới thì phải mang từ nhà theo dự phòng chứ Còn không bây tranh thủ nghỉ trưa Chạy qua chỗ chợ mà mua Hoài lắc đầu nói không cần Vì cô có mang theo Chủ tiệm nghe vậy liền ngờ vực hỏi Có mang theo Còn hỏi mua làm gì Thì nhận được một câu trả lời vô cùng chân thành từ cô Hôm nay có tiết thể dục Con sợ bạn con không đủ dùng Cái này cũng mua cho bạn sao ai mà tốt phước có được đứa bạn như bay vậy chứ nụ cười trên mặt hoài nở ra như ánh mặt trời ban sáng giọng đầy tự hào nói đó là một người bạn vô cùng đặc biệt mua xong đồ hoài chạy nhanh vào lớp để cho kịp 15 phút đầu giờ lúc hoài vào lớp thì chuông vẫn chưa reo cô mang một dáng vẻ tràn đầy sức sống bước qua cánh cửa lớp học nhưng trước mắt cái mặt mày đã lạnh tanh trước mắt cô người bạn đặc biệt ngọc an đang quây quần chuyện trò cùng bạn học hình ảnh vốn dĩ rất bình thường nhưng rơi vào mắt cô lại trông vô cùng gái mắt sự xuất hiện của cô khiến không khí tưng bừng trong lớp chợt đông cứng lại an nhìn ra cửa thấy hoài đã đến liền giơ tay vẫy vẫy về phía cô biểu cảm lạnh tanh trên mặt hoài thoáng chốc biến mất cô nhanh chân đi tới chỗ ngồi của an mấy bạn học khác như thấy bệnh dịch không hẹn liền đồng thời tạng ra hành động này của họ nhìn vào đều thấy rõ là đang xa lánh hoài thế nhưng cô lại tỏ ra không hề quan tâm thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn đám kia một cái cô từ trong túi ni lông lấy ra một ổ bánh mì một hộp sữa hai cây bút mực một đỏ một xanh đặt xuống trước mặt an an ngơ ngác nhìn mấy thứ được đặt gọn trên bàn lên tiếng hỏi cậu mua mấy cái này làm gì vậy tốn tiền lắm đó hoài lắc đầu nói không có bao nhiêu hết á hôm qua cậu nói mấy bữa nay mẹ cậu đi công tác nên không có ai kêu cậu dậy buổi sáng mà buổi sáng không có ai kêu chắc cậu không kịp ăn gì đâu phải không mình mua đồ ăn cho cậu đó mình cũng có nữa giống y như nhau mấy cây viết này cũng vậy cậu cứ xài đi hôm qua mình thấy viết cậu hết mực rồi mà hỏi nói xong thì chuông cúng vừa reo mọi người bên ngoài hành lang ùa vào lớp cô cũng đi nhanh về chỗ ngồi của mình An nhìn đống đồ trên bàn không biết có nên nhận hay không. Nhưng lúc quay người lại nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Hoài đang quan sát mình, liền không tình nguyện cầm đồ bỏ vào hộp bàn. Lúc này mới nhận được một ánh mắt nhẹ nhàng hơn của cô. Thiên ngồi bên cạnh An, nhìn thấy vẻ mặt khó xử nhưng không dám từ chối của An, liền cảm thấy bất bình lên tiếng khuyên nhủ. Tôi thấy bà đang dính vào rắc rối rồi đó, cậu ta cứ như keo con chó, dán rồi là không có tháo xuống được vậy. Bà đừng có vì thấy cậu ta đáng thương mà lúc nào cũng chiều theo. Mấy thứ này có bao nhiêu tiền đâu. Bà không thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà của cậu ta hả? Trực giác cho tôi thấy nếu cứ để yên nhất định sẽ có chuyện xảy ra đấy. An khẽ nghiêng đầu, giọng buồn rầu nói. Mấy cái này thì bao nhiêu tiền? Bà nghĩ tôi không biết à? Nhưng Hoài đã có lòng. Nếu tôi không lấy thì mắc công cậu ấy lại nghĩ bậy bạ. Mà bà có thấy gì lạ không? Thiên lại hỏi. An lắc đầu nói không thấy. Thiên nghiêng đầu kề sát tai An nói. Hôm nay Hoài mang đôi giày y chang bà luôn đó. Kiểu tóc cũng giống như đúc. Cái đồ buộc tóc cũng như sao y bản chính đấy. Cặp sách nữa, chỉ khác màu chứ kiểu là y chang. Tôi thấy hơi sợ rồi đó. Có khi nào Hoài thích con gái không? ăn tặc lưỡi giơ tay đánh kép bốp lên vai thiên liếc cô cháy mắt nói thấy bậy bạ rồi đó bà cũng biết hoàn cảnh của hoài mà chắc đây là cách cậu ấy thể hiện tình bạn đấy chúng ta đều không trải qua chuyện của cậu ấy nên không thể phán xét được bà đừng có đi nói tùm lum lỡ đồn bậy thì tội hoài lắm biết rồi lớp trưởng đại nhân ngài thiện lương tốt bụng yêu dân như con nhất trên đời câu nói của thiên đổi lấy một chàng cười tít mắt của an nhưng hình ảnh vui cười này của hai người bạn cùng bàn lọt vào mắt hoài lại như gai nhọn đâm mắt. Ghét không muốn nhìn. Cô siết chặt cây viết trên tay, ngoài bút đâm sâu vào lòng bàn tay. Một giọt máu rơi xuống trang giấy trắng trông vô cùng chói mắt. Người bạn ngồi phía trên đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Theo phản xạ quay đầu ra sau nhìn thở. Vừa nhìn thấy cảnh tượng kia liền lập tức quay lên. Cả người cứng đờ như gỗ cậu ta đột nhiên cảm thấy người bạn mới này của mình có chút đáng sợ an là con gái của một gia đình khá giả vì là đứa con duy nhất nên từ nhỏ cô đã nhận được từng yêu thương vô hạn của cha mẹ dù được yêu thương và chiều chuộng nhưng an lớn lên lại trở thành một cô gái vừa xinh đẹp dịu dàng hiểu chuyện hơn nữa còn học cực kỳ giỏi an chính là hình mẫu mà hoài muốn trở thành gia đình an cũng chính là kiểu gia đình mà hoài luôn mong ước có lẽ vì vậy mà trong mắt hoài an đã trở thành một người bạn vô cùng đặc biệt thứ khiến hoài lo sợ nhất chính là an không để ý đến cô cho nên cô luôn cố gắng thể hiện thành ý trong mối quan hệ bạn bè này cô muốn trở thành một người bạn đặc biệt của an và cô cũng xem an như một người bạn đặc biệt của mình vì hoàn cảnh đặc biệt hoài hiển nhiên đã trở thành đối tượng bị bắt nạt trong lớp bạn bè ở trường cũ thường gọi cô là đồ bị bỏ rơi đồ dư thừa Mắng cô là đồ không cha không mẹ Xé sách đâm thùng bánh xe Hầu như bọn họ nghĩ ra được trò gì Là đều áp dụng hết lên người cô Hoài cũng không phải là đứa yếu đuối Cô không sợ bị bắt nạt Cô có thể phản kháng Nhưng cô lại sợ chuyện này sẽ tới tay cha mẹ nuôi Cô không muốn khiến cha mẹ nuôi cảm thấy cô Là đứa thích gây sự đánh nhau Nhưng chỉ cần là con người Thì sẽ có sức chịu đựng một khi tới giới hạn rồi thì không thể nói trước được gì trong một lần bị bắt nạt một đứa trong lớp đã nói với cô rằng cô không phải là con ruột của cha mẹ nuôi đợi khi bọn họ có được đứa con của mình thì cô sẽ bị vứt bỏ thôi câu nói này so với cách gọi đồ bị bỏ rơi hay đồ dư thừa cũng không khác gì chỉ khác ở chỗ lần này khi hoài nghe được những lời kia thì mẹ nuôi cô thật sự đang mang thai đã vậy cô còn dần cảm nhận được sự lạnh nhạt của hai người họ khi đối xử với cô. Câu nói kia giống như một ngòi nổ bùng một cái liền khiến Hoài như biến thành con người khác. Cô và bạn học kia, một nam một nữ lao vào đánh nhau đến toát đầu chảy máu. Phụ huynh hai bên đều được mời lên sau vụ việc đó. Hai người cùng đánh, bạn nam kia lại là người kiếm chuyện trước, nhưng cuối cùng tất cả lỗi lầm đều đổ hết lên đầu Hoài. Cô bị nhà trường ép chuyển trường, mẹ nuôi cũng phải bỏ ra một số tiền để thương lượng việc không hạ hạnh kiểm của cô. Chỉ còn một học kỳ nữa là Hoài đã học xong 12 và chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng, nhưng cô vẫn bị chuyển đi, tất cả mọi thứ đều phải làm quen lại từ đầu. Trường học cũ chỉ cách trường học mới của Hoài có hai cái ngã tư, hai bên lại thường xuyên qua lại giao lưu với nhau. Chuyện của Hoài ít nhiều cũng bị đồn thổi giữa hai bên Cho nên lúc Hoài vừa được chuyển đến Dù là bạn mới Nhưng chuyện của cô hầu như cả khối 12 ai cũng biết Bên trưởng cũ Hoài mất một năm Mới bị mọi người biết hoàn cảnh gia đình và cô lập Bên trưởng mới thì là ngay ngày đầu tiên Trong lúc Hoài tưởng rằng thời gian còn lại của mình Sẽ trải qua như vậy Thì An đã chủ động đến bắt chuyện với cô Thật ra với vị trí là lớp trưởng thì việc an muốn gắn kết bạn bè trong lớp lại với nhau là điều bình thường nhưng trong mắt hoài thì việc an làm là vô cùng cao cả giống như một đấng cứu thế vừa kéo cô ra khỏi địa ngục vậy an chủ động bắt chuyện với cô giúp cô làm quen với cách giảng bài của giáo viên chỗ nào không hiểu cô hỏi thì an sẽ lập tức giải thích nếu an không biết cũng sẽ giúp cô mang bài đi hỏi giáo viên thời gian đầu còn miễn lao động cho cô nhắc nhở cô làm bài tập cho cô mượn sách khi cô quên mang còn giúp cô xin giáo viên không cần trả bài thời gian đầu chuyển phòng học cũng sẽ nhắc cô xuống sân học thể dục cũng sẽ đợi cô cùng đi còn đưa cô xuống căng tin mua đồ ăn đi uống trà sữa cũng sẽ rủ cô cùng đi giúp cô có thể nói chuyện thoải mái với mọi người trong lớp tất cả những việc đó chưa từng có người nào làm cho cô ngoại trừ ăn có lẽ chính bản thân an cũng không biết mấy chuyện mà bản thân tiện tay làm lại khiến cô trở nên đặc biệt trong mắt hoài như vậy mấy tiết học căng não rất nhanh đã đi qua chuông vừa đeo báo tới giờ ra chơi thì trong lớp như vừa đón một cơn bão quét qua một lượt chớp mắt cái trong lớp chỉ còn lại lác đác vài mống tiết sau là môn thể dục nên an cũng định tranh thủ đi vào nhà vệ sinh một chút vài người bạn cũng có ý định đi cùng nhưng bọn họ vừa đứng lên thì hoài từ cách đó mấy dãy bàn đã nhanh nhẹo chạy tới trong tay cô cầm một bịch ni lông màu đen đưa qua giọng nhẹ nhàng nói tiết sau là thể dục bà cầm cái này theo để dự phòng đi hôm nay học đá cầu mà an như mọi lần lại định từ chối mặc dù biết cũng không thể thay đổi được gì nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì cái bịch đen trên tay hoài đã bị một bạn nam nghịch ngợm trong lớp giật lấy. Còn tưởng là đồ gì hay, bạn nam vừa mở ra, nhìn thấy thứ bên trong xong liền ném đi, còn làm nét mặt như trông thấy một thứ gì đó rất kinh tởm vậy. Bịch đen bị bạn nam ném trên không trung, thực hiện một đường cong hoàn mỹ, sau đó rơi ngược lại chỗ An đang ngồi. Cô đáp rất mạnh, khiến mấy thứ bên trong rơi ra ngoài. An và cả những người còn lại trong lớp khi thấy thứ kia liền có cùng một biểu cảm kinh ngạc thứ rơi ra từ bịch đen là một bịch băng vệ sinh còn có một cái quần lót màu đen băng vệ sinh hay cả quần lót đều không phải thứ gì xa lạ bạn học nữ nào tới tháng cũng sẽ đem theo để phòng hờ nhưng việc đem theo và việc bị phát hiện đem theo hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau đặc biệt là trong mắt đám con trai thì chuyện này càng thêm lạ lẫm bạn nam nghịch ngợm giật giật môi nói Đám con gái mấy cậu đem theo mấy thứ lạ thì đó Đi học còn đem theo quần lót sao Đám con trai còn lại nghe vậy cũng hùa theo Có đứa nổi tính thích chọc kẹo lớn tiếng hét Đem sẵn theo vậy chắc là sợ đi vệ sinh dính quần đấy Hay là trong đám các cậu vẫn còn đứa hay tè dầm đấy hả Ôi trời ơi, mù mắt tôi rồi, đi nhanh thôi Mấy cậu đứng đây thì làm sao người ta dám thay Mấy lời kia khiến An đỏ bừng mặt Xấu hổ đến mức muốn đào ra một cái lỗ mà chui xuống cô đưa ánh mắt vừa quen vừa lạ nhìn trọng chọc, chọc vào thứ trước mặt trong lòng thầm ước gì mình có thể quay ngược thời gian về hai phút trước lúc hoài đưa bịch đen cho cô dù không biết là gì thì cũng nhanh chóng cầm lấy cất đi mấy bạn nữ còn lại nghe được lời bạn nam kia nói chắc cũng mắc cỡ theo thế nhưng hoài lại không cảm thấy có gì phải mắc cỡ đó là chuyện bình thường cô gái nào cũng phải trải qua thôi Cô biết chắc đám con trai kia là cố tình nói ra mấy lời kia để chọc kẹo bọn họ. Hoài bỏ ngoài tai tiếng cười cợt của đám con trai, nhặt nhạnh mấy thứ rơi bên ngoài bỏ lại vào bịch, sau đó nhét vào tay An, còn rất vui vẻ nói. Tôi có ghi lại ngày tới tháng của bà rồi. Tôi với bà chỉ cách nhau có một tuần thôi đó. Học thể dục chạy nhảy nhiều dễ tràn lắm. Chắc bà không đem theo quần dự phòng đâu phải không? Bà mặc đỡ của tôi đi. An hết kinh ngạc Lại chuyển sang sừng sốt Cuối cùng lại chuyển sang tức giận Cô nhét ngược bịch đen giống như cục than nóng trong lòng Lại vào tay của Hoài Không dám tin những gì vừa xảy ra Đứng phát dậy nói Cậu làm cái gì cũng phải một vừa hai phải thôi Mấy chuyện nhạy cảm như này mà cậu cứ nói khơi khơi vậy coi sao được Cậu tự cầm lấy mà sai đi Tôi tự biết chuẩn bị cho mình An nói xong thì dùng rằng bỏ đi. Đám con gái cũng thấy lần này Hoài rất quá đáng. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy Hoài kỳ lạ đến mức đáng sợ. Ai lại đi ghi nhớ ngày tới tháng của bạn bè, lại còn mang theo cả đồ lót dùm bạn. Thật sự, dị hết cả chỗ nói rồi. Hoài cũng không biết tại sao An lại tỏ ra giận dỗi như vậy. Nhưng sau đó cô tự hiểu là An cảm thấy xấu hổ nên mới cố tình nói thế. Cô khẽ cười mở cặp của an ra bỏ đồ vào trong rồi mới nhanh chóng chạy xuống sân an đi xuống tới sân còn bị đám con trai chọc kẹo một phen đến khi có bạn nữ trong đám sử dụng chiêu sư tử hống hét thẳng vào mặt thì mới chịu im miệng bình người vừa mới tung chiêu đuổi đám con trai cả rỡn kia xong quay sang nhắc nhở an lúc đầu tôi đã nhắc bà đừng có thân thiết quá với nó rồi mà tôi nghe bạn bên trưởng cũ nó nói ở bên đó không ai dám thân thiết với nó hết đó tại sao vậy tại cậu ấy là con nuôi hả an vẫn chưa hết sốc vì chuyện vừa rồi nhưng vẫn tò mò muốn biết lý do bình lắc đầu mấy chuyện đó ai mà điều khiển được sao có thể lấy ra làm lý do cô lập người khác được không phải bọn họ nói cách làm bạn của nó kỳ lắm cứ thích xem vào chuyện của người khác chuyện nhỏ chuyện to gì cũng muốn lo giống như muốn làm mẹ người ta vậy. Thiên bên cạnh gật gù, lo tới chuyện kia luôn thì đúng là muốn làm mẹ thiệt rồi. Bình nhớ đến câu chuyện mà cô mới nghe được gần đây có liên quan đến Hoài, liền ngắn gọn kể lại. Bạn tôi còn nói bên đó có một bạn học cũng bị cảnh cha mẹ ly dị. Người bạn đó buồn quá mới tâm sự với Hoài là muốn làm chuyện gì đó khiến cha mẹ lo lắng để họ không ly dị nữa. Rồi mấy bà biết nó làm gì không? cậu ta làm gì an hỏi nó nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ vào nhà người bạn đó giả bỏ bắt cóc để dẫn cậu ta đi cả tuần mới đưa về lúc về người bạn đó xém điên luôn người nhà bạn đó nói hoài dẫn cậu ta đi rồi không cho về nói rằng hai người họ có hoàn cảnh giống nhau nên muốn cùng sống chung với nhau cậu ta cũng là nhân lúc hoài đi ra ngoài mới chạy thoát được đó đám bạn nghe xong thì mạnh ai mới rùng mình Họ cảm thấy tình tiết này sau giống cách làm của mấy tên biến thái hay có bệnh thần kinh mà bản thân hay thấy trên tin tức. Tự dưng nghĩ đến cảnh bản thân đang học chung với người có khả năng là loại người kia, khiến cả đám sợ xanh mặt. Vậy người nhà bên đó có làm gì cậu ta không? An Thuận miệng hỏi. Bình lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt nói. Không có làm gì hết. Bên nhà kia bảo hoàn cảnh nó đáng thương, còn nói nó có ý tốt nhưng làm sai cách nên không trách được sau đó thì bạn học kia chuyển trường luôn chuyện này cũng ít người biết lắm tại mẹ bạn kia với mẹ tôi là bạn học nên mới biết đó ghê quá vậy tiếng bàn tán trở nên xôn xao rồi cũng im bặt đi sau khi thấy hoài đi tới bình trước khi về chỗ tập hợp còn không quên nhắc nhở an không có lửa làm sao có khói miệng thiên hạ thì khó phòng thật nhưng đâu phải người ta nói cái gì cũng sai nằm câu thì cũng có hai câu thật tôi thấy bà đừng có im lặng nữa nên vạch rõ ranh giới chút đi phải đi tới thì bình cũng đã về chỗ của mình cô hiển nhiên chọn vị trí đứng ở cạnh an cả hai từ trang phục vóc dáng đến kiểu tóc đều y như nhau thầy thể dục không biết được sự khó chịu của an lúc nhìn thấy còn cười giỡn đùa đằng trong lớp từ khi nào có cặp chị em song sinh mà thầy không biết một câu này của thầy giáo nói ra người thì cười vui vẻ người thì sầu não ruột với những gì được nghe kể cộng thêm việc tận mắt nhìn thấy những hành động vượt quá giới hạn của hoài đối với mình an rõ ràng đã có chút hối hận khi chủ động nói ra lời kết bạn kia gần đây an luôn tìm cách tránh né hoài nhưng cô cũng không dám làm quá rõ ràng vì sợ hoài sẽ hiểu lầm rằng cô cũng giống như những người bạn ở trường cũ muốn cô lập mình mà cũng chẳng biết là hoài không hiểu thật hay là cố tình không hiểu nữa vì cách cô đối xử với an trước sau đều không thay đổi không giờ một phút không giờ bốn phút không giờ tám phút không giờ mười phút trong căn phòng chỉ rộng chừng mười mét vuông đèn không bật bóng tối bên ngoài được dịp hiếm có xâm chiếm vào tận cùng góc hẹp trong phòng trên giường hoài vẫn chưa ngủ cô như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cứ mỗi lần hết thời gian chờ, màn hình vừa tắt thì cô lại bật lên. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy thoang thoảng bên tai tiếng hít thở, ngày càng trở nên nặng nề của Hoài. Hành động này hoàn toàn không thuộc về cách hành xử của một người có tâm lý bình thường. Thời gian trên điện thoại điểm 0 giờ 15 phút, nụ cười và sự mong đợi trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất. Bên trong chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến tê dại. Hoài siết chặt điện thoại trong tay, đứng dậy rời khỏi phòng an đang say giấc thì bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc cô không có thói quen bật đèn ngủ trong phòng lúc ngủ cũng thích ở trong không gian cực kỳ tối thì mới ngủ yên được bên ngoài sấm chớp ì đùng từng tia sét xoẹt ngang bầu trời phản chiếu qua cửa kính cắt đôi không gian trong phòng của an ra làm hai an không sợ tiếng ồn thậm chí nếu có tiếng mưa rơi nộp bộp trên mái nhà thì cô lại càng ngủ say hơn sấm chớp mấy đợt thì gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn tiếng gió rít rào ma sát trên mái nhà tạt vào từng tán lá khiến thân cây nghiêng ngả cong vẹo phản chiếu hình bóng lên tường giống như một buổi biểu diễn điều khiển rối cửa sổ không đóng kỹ khiến từng cơn gió lạnh hù hù thổi vào ăn co ngón chân trong lớp chăn bông hồi sau vẫn không chịu được mà ngồi dậy muốn đi ra đóng cửa lại cô vừa đi tới cửa sổ thì một tia chớp kèm theo tiếng sấm lớn đánh xẹt qua bầu trời đêm đánh xuống khiến cả thế giới như bừng sáng động tác đưa tay khóa cửa của an chợt dừng lại cơn gió lạnh xuyên qua khe hở hẹp thổi qua gáy nhiệt độ sàn gạch hạ thấp đến mức âm độ cảm giác lạnh tê chạy dọc từ góc chân lên tới đỉnh đầu an lùi lại mặt mày xanh nét như nhìn thấy quỷ sống cô kinh sợ đến cứng đờ người há hốc miệng thiếu chút nữa đã hét lên nhưng cũng may là cô vẫn còn đủ sự bình tĩnh để kìm lại được trước cổng nhà cô một bóng đen lặng người đứng ở đó cơn gió mạnh thổi bay chiếc áo rộng thùng thình trên người giúp an nhận ra đó là một người sống có lẽ cũng nhìn thấy được cử động của người trong nhà bóng đen ngước mắt nhìn lên đúng lúc đối mặt với ánh mắt hoảng sợ của an khoảnh khắc đối mặt này giúp an nhìn ra được người đứng bên dưới chính là Hoài Ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên gương mặt lạnh tanh của Hoài Gió rít bên tai, sấm chớp trên đầu, bóng đen bao trùm phía sau Tất cả những điều đó khi tập hợp lại Khiến cảnh tượng vốn dĩ rất bình thường Lại trở nên ma mị, u ám Anh bật đèn trong phòng, ngó nhìn đồng hồ thấy đã gần một giờ Nghĩ là có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra Nên Hoài mới tìm đến đây giờ này khiến bước chân cô càng thêm gấp gáp An càng đi tới gần càng cảm nhận được sự lạnh lẽo và u ám phát ra từ người của Hoài Bước chân định đi tới gần thoáng chốc khựng lại Cô mở cổng đứng phía trong căng thẳng lên tiếng hỏi Sao giờ này cậu lại tới đây? Có chuyện gì hả? Hoài biếu môi vẻ mặt tràn ngập vẻ ấm ức Cô giơ điện thoại lên trước mặt An nói Cậu không biết hôm nay là ngày gì sao? tại sao còn chưa gửi tin nhắn chúc mừng mình an khẽ nhăn mặt vẫn không hiểu được ý của hoài mà tròn mắt hỏi lại cậu nói chúc mừng gì hoài kinh ngạc đến tròn tròn mắt giọng run run nói cậu không nhớ gì sao chúng ta là bạn thân nhất của nhau mà tại sao cậu lại có thể quên được chứ hôm nay là sinh nhật của mình mà sinh nhật tháng trước mình đã đợi tới 12 giờ để nhắn tin chúc mừng cậu thì sinh nhật mình cậu cũng phải làm thế chứ. Cậu không nhớ sao? Bản thân thì phải nhớ ngày sinh nhật của nhau chứ. Những câu hỏi của Hoài đến liên tục như muốn dồn ép An vào ngõ cụt, khiến cô trong một lúc không biết phải trả lời như nào, nên cuối cùng chỉ biết im lặng, mờ mịt nhìn cô bạn kỳ lạ của mình. Đúng thật là vào sinh nhật tháng trước của cô, Hoài đã gửi tin nhắn chúc mừng vào đúng 12 giờ. Hôm sau còn mang bánh kem và cả quà tặng đến lớp cô rất xúc động và cảm kích vì kể cả cha mẹ cũng chưa từng làm điều gì đặc biệt trong ngày sinh nhật của cô như vậy. Nhưng phản ứng thái quá của Hoài khiến cô cảm thấy sợ hãi, cả người căng thẳng để trột dạ, giống như bản thân vừa làm chuyện gì rất quá đáng vậy. Tại sao cậu không nói gì? Có phải cậu cũng giống như đám người kia, muốn nghỉ chơi với mình, muốn vứt bỏ mình được không? Hoài kích động lớn tiếng chất vấn bản thân. An cảm nhận được cảm xúc của Hoài đang dần mất kiểm soát, liền nhanh nhậu nói. Không phải đâu, thật ra mình định giả vờ không biết để ngày mai sẽ tạo cho cậu một bất ngờ. Mình xin lỗi, mình chỉ định làm gì đó đặc biệt hơn thôi, cậu đừng giận nữa. Đã thật sao? Cậu muốn tạo bất ngờ cho mình sao? Biểu cảm trên mặt Hoài lập tức thay đổi, cô cười rộ lên hỏi. Có phải vì mình là người bạn đặc biệt quan trọng của cậu nên cậu mới muốn làm gì đó đặc biệt cho mình không an gật đầu như máy đúng đúng đó vì cậu đặc biệt mà hiểu rõ được mọi chuyện hoài trở nên dễ nói chuyện hơn rất nhiều vẻ đe dọa u ám trên người nhanh chóng lui đi cô ngước mắt nhìn trời nói vậy cậu vào nhà ngủ tiếp đi trời mưa nhớ đóng cửa sổ lại nhé cậu cứ coi như tối nay mình không có đến đây là được rồi vậy mình về đây tạm biệt hoài nói xong thì phóng lên xe quay về nhà an thấy hoài đi khuất mới thở phào một hơi nhẹ nhõm gió vẫn đang thổi mạnh nhưng lưng áo cô lại ướt sũng tay kéo cổng sắt khóa lại lúc buồn già mới thấy được những đường hàng sâu trên lòng bàn tay mai đến khi trở về phòng ngồi lên giường chui vào ổ chăn ấm áp của mình rồi mà an vẫn chưa hết sợ cảm giác sợ hãi xâm lấn khiến cô không nhìn được khóc nghẹn trong cuộc nói chuyện khi nãy thật sự ở một khoảnh khắc ngắn cô có cảm giác như hoài sẽ nhảy đến bóp chết cô nếu cô nói bản thân không nhớ ngày mai là sinh nhật của cô ấy hoài chạy xe về nhà vừa đẩy cửa vào thì thấy cha nuôi cô đang đứng ở nhà bếp uống nước ông cũng không nghĩ giờ này rồi mà hoài còn đi ra ngoài liền lớn tiếng kêu cô lại hỏi chuyện giờ này mấy giờ rồi mà con còn đi ra ngoài còn gái con đứa mà không biết lo nghĩ gì vậy hết hả phải im lặng không nói gì khiến cha cô còn tưởng cô đang buồn lòng vì bị mắng một tia xét xoẹt qua bầu trời ánh sáng trắng rọi vào nhà chỉ một cái chớp mắt toàn bộ căn nhà sáng bừng lên rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối ly nước trên tay cha nuôi rơi xuống vỡ tan tành vài mảnh thủy tinh bắn vào chân khiến anh lùi lại giây sau đền ngồi xổm xuống trái tim nảy lên kịch liệt anh thấy hoài đang cười mặc dù anh vừa mắng nó nhưng nó lại đang cười bất giác lời nói của vợ anh trong đêm mưa mấy tháng trước như đã được thu âm lại đúng lúc được bật lên em tận mắt thấy hoài định dùng gối đè chết con trai lúc bị em nhìn thấy nó còn không sợ gì hết nó còn hỏi em có phải con trai được sinh ra nên em muốn bỏ nó không buổi tối ngủ em còn thấy nó đứng ở cửa nhìn em nó còn uống sữa của con trai lúc em ngủ quên còn chui vào nằm bên cạnh em nó cứ luôn miệng nói bên tai em rõ ràng đã nói sẽ sống cùng nó suốt đời đã nói sẽ yêu thương nó nhất nó là báu vật của chúng ta nhưng em lại muốn bỏ rơi muốn vứt bỏ nó giọng của vợ anh lúc đó vừa sợ vừa run lúc nói chuyện nước mắt cũng đã rơi đầy mặt nó nó còn hỏi em nếu nó giết em trai rồi thì em có phải sẽ xem nó là báu vật độc nhất của mình không em sợ lắm hoài hình như bị gì đó rồi anh ơi em không dám để con trai gần nó nữa đâu. Đó cũng chính là lý do mà con trai chỉ vừa ra đời mấy tháng là bị vợ anh đem về quê ngoại. Thời gian đầu vợ anh giống như bị khủng bố vậy, hỏi liên tục gọi điện nhắn tin, hỏi rằng có phải cô không còn thương nó nữa không, còn gọi cô là đồ phản bội. Nó còn hỏi khắp nơi xem nhà bên vợ anh ở đâu để đi tìm. Cũng may là anh đã có dặn trước nên không có ai nói cho nó nghe thế nhưng nó chỉ đối như vậy với một mình vợ anh còn anh thì nó giống như không quan tâm đến vậy anh có cảm giác hoài có bệnh độc chiếm chỉ cần là người tỏ ra quan tâm chăm sóc hoặc có lời lẽ nào đó khiến nó ấn tượng thì nó sẽ lập tức bám dính lấy người đó không dừng lại ở đó nó lúc nào cũng muốn trở nên đặc biệt trở thành duy nhất trong mắt người kia anh còn nhớ có một khoảng thời gian hoài còn không cho anh ngủ chung với vợ mình Đi tắm cũng đòi tắm chung với vợ anh Thời gian hoài ở nhà Nó với vợ anh cứ như hình với bóng vậy Và đến một lúc người kia không thể chịu được nữa Bất kỳ lời nẽ nào mang ý nghĩa muốn tránh né Hoặc không đáp lại những hành động thân thiết của nó Nó sẽ lập tức biến thành một con người hoàn toàn khác Cha nuôi hoài ngồi dưới sàn rất lâu Anh chợt nhận ra bản thân dường như đã có một quyết định cực kỳ sai lầm Rõ ràng là ban đầu vẫn còn bình thường Rốt cuộc là từ bao giờ Mà Hoài lại biến thành một người đáng sợ như vậy chứ Bên ngoài mưa bắt đầu chút xuống như thác đổ Những tia chớp dần dật trên nền trời tối đen Khiến trong nhà lúc sáng lúc tối Lúc trả nuôi đứng dậy thì trong phòng khách đã không còn ai nữa Anh nhanh chóng thu dọn cái mảnh vỡ rồi trở về phòng Dù là một người đàn ông là một trụ cột của gia đình nhưng tối đó anh vẫn bị nụ cười đầy ám ảnh của hoài làm cho mất ngủ sáng hôm sau dù là ngoài kế hoạch nhưng an vẫn đến trường cùng một chiếc bánh kem và hoa cô cùng mọi người trong lớp tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho hoài mặc dù trong suốt buổi chúc mừng chỉ có duy nhất hoài là cảm thấy vui vẻ an và cả những bạn trong lớp luôn có cảm giác rằng ẩn sâu dưới vỏ bọc thanh mảnh xinh đẹp kia của hoài là một con thú dữ cứ mỗi lần bọn họ khiến cô phật lòng thì bên tai sẽ nghe được tiếng gầm gừ mất kiên nhẫn giống như một giây sau bọn họ sẽ nhìn thấy được hàm răng sắc nhọn kia nhào đến cắn nát cổ họng mình vậy từ sau sự kiện đó an lại tìm cách tránh né hoài nhiều hơn thậm chí còn nhờ cha đăng ký thêm hai lớp học thêm khác để trở nên bận rộn cô nghĩ hoài chỉ là cảm thấy biết ơn cô vì cô đã chủ động làm thân với hoài chỉ cần hoài cảm thấy quen thuộc hơn với lớp học thì sẽ không còn hành xử một cách kỳ lạ như vậy nữa. Đó là những gì An đã tin, còn thực tế như nào thì cô hoàn toàn không biết trước được. Lớp 12 chương trình không nặng, nhưng mỗi một kiến thức được giảng dạy đều rất quan trọng. Có nhiều môn học được thầy cô cố tình lướt qua, chỉ cho chép bài và làm một vài bài kiểm tra để đủ cột điểm. Khối 12 so với các khối khác sẽ kết thúc chương trình sớm hơn vài tháng để dành thời gian ôn tập cho kỳ thi tuyển đại học. Thời gian gần đây, An đã tập trung hết 100% sức lực vào việc học, đến nằm mơ cũng nhìn thấy mình đang làm bài tập nữa. Thứ bảy thời khóa biểu của An chỉ có 4 tiết buổi sáng, buổi chiều cũng không có tiết học thêm nào. Trong tuần thì thứ bảy là ngày rảnh rang nhất của cô. Tan học còn chưa kịp đứng lên thì Hoài đã hí ha hí hửng chạy tới. Trên người Hoài từ trên xuống dưới chỉ có khuôn mặt và bảng tên trên ngực là khác so với an sự giống nhau này khiến hai người họ trở nên nổi tiếng khắp cả khối an đến trường học mục đích chính là học tập nhưng vì những chuyện hoài đang làm mà giờ cô đi tới đâu cũng bị mọi người to nhỏ bàn tán hoài như không nhìn thấy ánh mắt cáu giận của an Nhận miệng cười nói chiều nay mình qua nhà cậu ôn bài nhé hai đứa mình sẽ cùng nhau làm bài tập mình sẽ xin cha cho mình ngủ lại nhà cậu luôn Ngày mai chủ nhật nên không cần đi học Hai đứa mình nằm trên giường nói chuyện tới sáng có được không? An vừa nghe thấy kế hoạch của Hoài Thì đã sợ xanh hết mặt mày Từ cái lần Hoài nửa đêm chạy qua nhà cô để chất vấn kia Thì cô đã xác định rằng Hoài không bình thường rồi Giờ cô tránh Hoài còn hơn tránh tà Chứ đừng nói chi đến việc ở mấy chục tiếng đồng hồ với nhau An cố làm ra vẻ tự nhiên nhất giọng buồn rầu nói hôm nay không được rồi tối nay nhà mình có khách chiều nay mình về còn phải phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi nấu đồ ăn nữa mấy cậu cứ ở nhà làm bài đi có gì không hiểu cứ chụp hình gửi qua mình sẽ chỉ cho đây đương nhiên không phải điều hoài muốn nhưng an đã nói vậy thì cô cũng không có làm gì được nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý thầy đã cắt đứt được suy nghĩ muốn qua đêm ở nhà mình của hoài An khẽ thở vào một hơi Cảm giác như vừa thoát được một kiếp nạn lớn Tình bạn của Hoài khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi Mỗi lời nói hành động đều phải dè chừng Chỉ sợ lại khiến Hoài hiểu lầm Rồi lại làm ra ba cái chuyện kỳ lạ An đang rất hối hận và tự trách Cô hối hận vì lúc đầu đã chủ động muốn kết bạn với Hoài Cô tự trách vì bản thân quá nhát gan Không dám thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình Ban đầu việc nhà có khách chỉ là cái cớ của An Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo Mà chiều hôm đó nhà cô thật sự có khách Người đến là bạn thân học trung đại học của cha cô Làm bạn cũng được hơn 30 năm rồi Nhưng bình thường cũng không hay gặp nhau Cho nên để chiều chuộng người đàn ông luôn chăm chỉ vì gia đình Hai mẹ con Hoài đã cùng nhau làm một bàn tiệc Có cả rượu Là thứ mà mẹ cô thường không cho cha cô động đến theo lời mẹ cô kể thì ông bác kia từng giúp đỡ cha cô rất nhiều. Gia đình ông bác mấy đời đều làm kinh doanh nên đối với cha cô, một người mới hoàn toàn trong lĩnh vực này thì ông bác giống như một cuốn từ điển sống vậy. Ông bác giúp cha cô định hướng kinh doanh, con đường nào có khả năng phát triển trong tương lai, thậm chí còn từng cho cha cô mượn một số tiền không nhỏ để đầu tư. Cho nên ông bác kia chính là ân nhân của gia đình cô an có thể thấy rõ điều đó từ cách cha cô cứ luôn tỏ ra khiêm nhường và hạ thấp mình trong suốt buổi nói chuyện nhưng lần này ông bác đến không phải đi một mình mà còn đi cùng cậu con trai của mình từ ánh mắt đầu tiên thì an đã không thích người này anh ta lớn hơn cô gần một con giáp nhưng cách hành xử lại như một đứa con nít chỉ biết khóc lóc để được cho kẹo từ lúc gã vào nhà chỉ trên dưới mười mấy phút đã đổi ba bốn tư thế anh có thể nhìn ra gã chính là kiểu người cứ ngồi xuống là phải vắt chân lên bàn lên ghế thì mới chịu được. Bắt gã ngồi kiểu lịch sự thì chính là một tội ác. Ban đầu cha cô cùng ông bác nói về chuyện làm ăn, về những biến động thị trường, về tình hình kinh tế suy thoái. Đối với những người làm kinh doanh thì đây dường như là chủ đề chính trong mỗi cuộc nói chuyện. Nhưng mục đích đến thăm hôm nay của ông bác còn vì một chuyện khác. Còn An năm nay lớp 12 rồi phải không? Có bạn trai chưa? Dễ gì không có phải không? Ngay lúc An định về phòng thì đã bị một câu này của ông bác cản lại. Cô đưa mắt nhìn cha mình với ngụ ý, không muốn liên quan đến cuộc nói chuyện này. Thế nhưng không biết cha cô không hiểu ý hay hiểu nhưng khó xử. Lúc chạm mắt cô, liền đưa tay ngoắc cô lại bên cạnh. An bất lực quay người trở lại phòng khách mẹ cô đứng trong bếp cũng cầm theo món nhắm cuối cùng đi ra một bàn năm người bắt đầu đổi chủ đề cuộc nói chuyện an lắc đầu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của ông dạ con chưa có bạn trai ông bác cười lớn vỗ cái bột lên đùi giống như chỉ chờ câu trả lời này của cô thôi vậy chưa có hả vậy bay với con trai bác thành một cặp được rồi nó trước chỉ lo làm ăn chứ không có nghĩ gì tới chuyện vợ con làm bác phải gấp thay. Bác với cha bày cũng là bạn bè thân thiết, đôi bên cũng coi như hiểu nhau. Bầy về làm dâu bác thì khỏi lo lắng gì hết, đầu cũng giống như nhà ngoại hết mà. Chính xác thì tháng tư năm sau An mới đủ 18 tuổi. Nhưng dù vậy cô cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ gửi gắm đời mình cho một gã trông như tên phá gia chi tử kia đâu. An liếc mắt nhìn cha rồi lại nhìn sang mẹ cô nhìn ra được sự khó xử trên mặt hai người họ đối với vị ân nhân này cô có cảm giác như tất cả những yêu cầu mà ông bác đưa ra dù không muốn thì họ đều phải chấp nhận an mím môi thành thật đáp dạ con chưa có con còn đi học nên chưa nghĩ tới chuyện đó ạ à? ông bác cười lớn <cười> cái gì mà chưa nghĩ tới bày mắc cỡ phải không đừng có mắc cỡ bác tây thường bày nên à, muốn đặt cọc trước đó mà giờ bay với thằng Đức cứ làm quen trước hẹn hò đồ đó rồi khi nào bay học xong thì mới tính chuyện cưới hỏi chưa bác đâu có ép bay với nó cưới nhau bây giờ đâu mà bay bảo chưa nghĩ tới an cúi đầu không đáp tên Đức thấy cô cúi đầu còn tưởng do cô ngại liền lên giở giọng trêu ghẹo em anh dễ thương thiệt đó vừa xinh đẹp lại thật thà nữa anh vừa gặp là đã thích rồi nói thật anh không cần vợ anh phải là người học cao hiểu rộng sắc nước hương trời gì đâu em về với anh thì chuyện của em chính là của anh hai nhà như một anh lo được hết đôi mày an nhíu chặt lại một chỗ cô còn định nói tiếp thì điện thoại của cô để trong bếp đổ chuông An như vớt được miếng ván gỗ giữa dòng nước lũ nói xin phép được chạy đi nghe điện thoại gọi đến là một người trong nhóm bạn thân thiết của an Cô ấy nói nhóm bạn họ đang ở quảng trường chơi Hỏi cô có muốn đến không Bình thường An sẽ nói không Nhưng hôm nay cô đã không hề do dự Mà đồng ý ngay Tắt điện thoại Mẹ cô cũng vừa từ ngoài đi vào Bà định gọt thêm chút trái cây Cuộc điện thoại chóng vánh nhanh chóng kết thúc Chỉ để bà kịp nghe được câu trả lời của con gái Ừ, ờ, mình ra ngay Con định đi đâu hả? Mẹ An hỏi An đâu dám nói sự thật liền tìm giả vờ Bảo giáo viên có gửi tài liệu kêu cô in Nhưng cô lại quên Nhà bạn nhắc nên mới nhớ Giờ cô phải lập tức đi in liền Trước khi mấy tiệm photo đóng cửa Mẹ An nhìn đồng hồ Thấy cũng gần 8 giờ rồi Thì không định cho cô đi Nhà bọn họ nằm ở đoạn đường vắng Buổi tối nhiều thành phần bất hảo Lỡ có chuyện gì thì sao Nhưng An nói rằng sáng sớm sẽ không có tiệm nào mở cửa nếu đợi người ta mở cửa thì cô sẽ bị muộn giờ học mặc dù lý do có phần chúc chắc nhưng mẹ an cuối cùng vẫn phải đồng ý còn dặn cô phải cẩn thận trên đường đi nữa an như được ban ơn ba chân bốn cẳng chạy lên phòng lúc quay xuống còn đeo theo một cái ba lô nhỏ sau lưng an đi rồi chủ đề nói chuyện khi nãy buộc phải thay đổi ông bác thì có vẻ thuận miệng mới nhắc đến chuyện hôn sự của con trai bởi vậy mà ngay sau khi An rời đi Thì một câu ông cũng không nhắc đến nữa Chỉ có tên Đức Thì nhìn ra cô đang kiếm cớ tránh gã Sinh ra ở vạch đích Thì việc bị ngó lơ hay bị từ chối Chính là điều khiến gã không thể chấp nhận nhất An cũng không hề biết rằng Một cái quay lưng rời đi kia của mình Đã khiến cho tên đàn ông bên trong Ôm thủ đến nghiến chặt răng Nhưng cái phận hầm hiu Lại không cho An có được may mắn như người khác từ nhà An chạy ra quảng trường chỉ mất hơn 5 phút Lúc cô tìm được chỗ tập trung của nhóm bạn Thì bọn họ đã mua xong đồ ăn, nước uống Cuộc thi chuột patin cũng sắp bước vào vòng cuối Mấy người trong nhóm của An, người quen biết nhau Ít nhất cũng đã được hơn 3 năm Sớm nhất chính là Thiên Hai người đã học cùng nhau từ hồi mẫu giáo Tình bạn thân thiết của cả hai có lẽ sẽ còn kéo dài thêm 5-10 năm Có khi còn hơn giữa hai người hầu như không có bí mật nào chuyện vui chuyện buồn đều cùng nhau tâm sự đi chơi hay đi ăn đều muốn đi cùng nhau thế nhưng việc hai người như hình với bóng lại khiến anh cảm thấy an tâm thậm chí có thể xem thiên như người thân trong nhà cách thiên đối xử với cô cũng khác hoàn toàn so với hoài trong mối quan hệ của hai người thân thiết thì thân thiết nhưng không thiếu sự tôn trọng cả hai đều nghiễm nhiên hiểu rằng người bạn thân của mình cũng sẽ có chuyện không thể nói với mình cũng có chuyện không muốn cùng mình sẻ chia cũng có khi sẽ mặt lạnh với mình đó mới là tình bạn mà an được biết được dạy còn với hoài cô cảm thấy từ trong tư tưởng thì đã có khiếm khuyết rồi cô thật sự không thể làm bạn được với người như hoài ở giữa những người bạn thân thiết tâm trạng an trở nên vô cùng thoải mái cô kể cho bọn họ nghe về đức về ông bác có ơn với gia đình. Sau đó thì cả đám cùng nhau bàn về tư tưởng kết hôn sớm của người xưa, về hình mẫu tương lai, về chuyện muốn làm khi lên đại học. Cuộc nói chuyện vô cùng vui vẻ, thậm chí phía trước đang có một cuộc thi trượt patin vô cùng hồi hộp gay cấn, cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí rộn ràng của nhóm bạn năm người phía sau. Thế nhưng bầu không khí đó không kéo dài được lâu vì sự xuất hiện của một người anh cầm trên tay một xiên thịt nhìn hoài đang nhanh chóng đi tới gần chỗ bọn họ nhớ đến lời từ chối ban ngày đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ giống như bản thân bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu vậy trên tay hoài cầm một túi kẹp hoa sứ kiểu kẹp tóc được rất nhiều bạn nữ yêu thích gần đây cô mua vì muốn tặng cho anh đương nhiên bản thân cô cũng có lúc chuẩn bị về thì nghe thấy có tiếng hô hào vỗ tay bên trong tò mò nên cô vào xem thử ai ngờ đâu thứ cô nhìn thấy lại là cảnh tượng an đang vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện dù trước đó hoài đã nói là không rảnh hóa ra là không rảnh dành thời gian cho cô sao mặc kệ xung quanh có không ít người đang ngồi hoài vẫn lớn tiếng chất vấn sao cậu nói không rảnh cậu nói trong nhà có khách mà cậu nói láo mình để đi chơi cùng bọn họ sao An bỏ xiên thịt trên tay xuống Nhận thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình Liền vội vàng giải thích Không có đâu Nhà mình có khách thiệt mà Mọi người đi chơi xong rủ mình ra thôi Mình cũng chỉ mới chạy ra đây chứ Từ chiều tới giờ mình vẫn ở nhà phụ mẹ làm công chuyện mà Hoài đương nhiên không tin Một tiên lạnh lẽo hiện lên trong đôi mắt Cô trầm giọng nói Có phải cậu ghét mình được không? Cậu muốn nghỉ chơi với mình phải không? gần đây cậu cứ than bận cứ nói không có thời gian cũng không chịu đi chơi với mình đi học cũng đi trước còn không dùng đồ đôi với mình nữa cậu không muốn làm bạn với mình nữa phải không? thiện đứng phía sau cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bùng phát cảm xúc cõi đưa tay kéo an về phía sau mình khó chịu nói cậu cũng vừa vừa phải phải thôi có được không hai người chỉ là bạn thôi chứ đâu phải là người yêu mà sao cậu để ý nhiều thứ quá vậy cõi không muốn đi cùng cậu muốn tránh mặt cậu thì sao với cái cách hành xử kỳ lạ của cậu Người ta còn chịu nói chuyện thì nên mừng rồi Chứ ai mà làm thân được chứ An sợ hoài bị những lời kia kích động liền đưa tay kéo thiên Ra hiệu cho cô ấy đừng nói nữa Nhưng hành động của An Làm sao nhanh bằng miệng của thiên Lúc cô ra hiệu cho thiên đừng nói nữa Sau đó quay lên Thì đã nhìn thấy khuôn mặt xám xị của hoài Nhưng khác với suy nghĩ của cô là hoài sắc kích động Và làm ra chuyện gì đó Thì hoài chỉ im lặng được quay lưng rời đi dù vậy kiểu cách im lặng này của hoài còn khiến an sợ gấp mấy lần kiểu kích động lúc trước sự xuất hiện đột ngột của hoài khiến cả đám không còn hứng thú dạo chơi nữa ngồi nói chuyện thêm một hồi thì cả đám cũng tranh thủ về nhà an nhìn thời gian trên đồng hồ thấy cũng hơn 9 giờ thì cũng chắc mẩm hai cha con đức chắc cũng về nhà rồi sợ mẹ cô lo lắng vì cô đi quá lâu nên khi nãy cô đã nhắn tin nói dối máy in bị trục chặt bảo sẽ về trễ khoảng 15 phút cho nên hiện tại cô phải tập trung hết sức đạp xe về nhà thiên đang đạp xe về nhà trên tay cô đeo một cái tai nghe chụp tay vừa ngân nga bài hát yêu thích vừa thong thả đạp xe thiên là người bản địa mấy đời nhà cô đều ở trên cái đất này nên đối với cô đây là nơi thân thuộc nhất Người khác thì lo con gái mình buổi tối còn đi ngoài đường sẽ gặp nguy hiểm. Còn với Thiên thì chẳng ai lo, vì bản tính cô rất mạnh mẽ. Hơn nữa trong nhà cũng có cho cô đi học võ phòng thân, nên việc Thiên có đi tới 10, 10 giờ thì đối với họ cũng là chuyện bình thường. Xe chạy được một đoạn Thiên liền có cảm giác bàn đạp hơi nặng, xe cũng hơi đảo nên đã dừng lại kiểm tra. Đúng như Thiên nghĩ, bánh xe của cô đã bị xẹp, mà không phải một, cả hai bánh đều xẹp lép. Ngặt nỗi là trên đoạn đường này không có tiệm sửa xe nào. Từ chỗ cô dừng xe phải mất thêm mấy chục phút đạp xe mới tới nhà. Thiên tính toán trong đầu xong quyết định quốc bộ về nhà. Trong nhà có sẵn ống bơm, nên nếu chỉ xẹp bình thường thì cô có thể xử lý được. Chứ bây giờ mà đi tìm chỗ sửa xe thì chắc tới nửa đêm còn chưa về tới nhà được. Thiên chậm rãi đi trên đường, tai nghe được cô kéo xuống cổ bên tai văng vẳng âm thanh của côn trùng và tiếng nhạc nho nhỏ từ tai nghe chung quanh không có đèn đường chỉ có ánh sáng đèn led chạy dọc chạy ngang của mấy tấm biển quảng cáo nhà nghỉ khách sạn mặc dù trước sau cũng không phải tối đến nỗi không thấy đường đi nhưng thiên là con người của ánh sáng đến cả buổi tối có đi ngủ thì phòng cô vẫn sáng như bưng cũng đủ hiểu cô ghét bóng tối như nào Bình thường mỗi lần đi về tối thì cô chỉ cắm đầu chạy. Đoạn đường vắng đèn này chạy bằng xe đạp cũng chỉ mất 15-20 phút. Nghe năm ba bài hát là chạy qua hết. Bây giờ không thể tăng tốc, từng khung ảnh tối sáng trên đường thi nhau đập vào mắt, với cả tiếng côn trùng, tiếng gió thổi lá bay xào xạc, tiếng ai đó rửa chén, tiếng trời con cứ hòa lẫn vào nhau, khiến tâm trạng thiên đột nhiên cảm thấy cứ bồn chồn không yên con đường quen thuộc trước giờ bỗng chốc trở nên lạ lẫm hẳn ra thiên cũng không thể giải thích được đều là con đường mỗi ngày đều chạy qua chỉ khác ở chỗ lúc đi xe lúc đi bộ nhưng cảm giác lại khác xa một trời một vực thiên đang đi bình thường đột nhiên đi nhanh rồi khửng lại cô đã đứng lại nhưng phía sau vẫn chuyển tới hai tiếng bước chân rõ ràng trên người thiên nổi lên một tầng da gà cô lấy điện thoại trong túi ra mở sẵn danh bạ rồi nắm chặt điện thoại trong tay Bước chân trở nên gấp gáp đi về nhanh về phía trước Đi khoảng 100 mét nữa là tới nhà người quen của nhà cô Tới đó rồi cô sẽ không sợ gì nữa Thiên đi nhanh rồi chuyển qua chạy bước nhỏ Rồi không báo trước khựng lại Phía sau vẫn chuyển tới tiếng bước chân Ai vậy? Thiên quay ngoắt Lớn tiếng kêu lên Tao có võ đấy, đừng có động vào tao chỗ này là địa bàn của tao đó Tao la một tiếng là ba má mày cũng không kịp cứu mày đâu đó Thì nói xong thì im lặng lắng nghe Bên tai có tiếng gió thổi sàn sạt Dường như còn có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của cô Hai mắt cô chừng lớn cố lục loại hình bóng ai đó Đang lẩn trốn trong màn đêm kia Nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy ai bước ra Cũng không nghe tiếng động gì khác thường Nghĩ bụng có lẽ do bản thân quá căng thẳng cũng có thể do tiếng nhạc phát ra từ tai nghe có lẫn tạp âm. Mấy bài nhạc remix bây giờ cũng hay chen mấy âm thanh kỳ lạ vào mà. Vừa nghĩ xong thì bên trong tiếng nhạc đang phát chuyển đến tiếng lộp cộp của giày cao gót. Điều này càng thêm củng cố cho suy nghĩ vừa rồi của cô. Gánh nặng trong tim chậm chậm buông xuống, cô quay người tiếp tục bước đi, trong miệng lại ngân nga theo lời bài hát đang phát. Bước chân nhanh hơn, muốn nhanh chóng đi vào địa bàn của mình đúng lúc này thiên đi tới một căn nhà có cửa ngoài được lấp bằng kính ánh mắt cô vô tình lướt ngang liền nhìn thấy một bóng đen xuất hiện phía sau lưng hai mắt cô chừng lớn miệng mở ra muốn hét lên nhưng chưa kịp làm gì thì phía sau đầu cô chuyển đến một trận chấn động thiên ngã ầm xuống đất chiếc xe đạp cúng theo cô ngã xuống đổ xuống đường mấy âm thanh rầm rầm liên tục truyền tới cô vẫn còn tỉnh táo sau cú đánh mạnh nhưng vì choáng nên chỉ có thể nằm úp sấp bất động trên đất nhưng không ngờ ở đó bóng đen kia không biết có thâm thủ đại hận gì với cô mà dù cô không có khả năng phản kháng thì người kia cũng không dừng lại hành vi bạo lực của mình bóng đen dùng chân đá vào đầu và cánh tay của cô cô dùng hết sức co người lại muốn dùng tư thế này để bảo vệ những bộ phận mềm yếu của cơ thể người kia chắc đã đọc được suy nghĩ của cô cho nên khi cô chỉ vừa mới co chân lên đã bị ăn một gậy vào bụng. Mỗi một lần xuống tay của người kia đều vô cùng tàn ác, giống như muốn đánh chết cô vậy. Chúng một cú ngay đầu khiến Thiên choáng váng, một cú ngay bụng khiến cô ói ra cả máu, đầu nghiêng qua một bên, máu từ miệng và mũi ỏng ọc trào ra. Đúng lúc bóng đen giơ lên cây gậy trong tay muốn chốt hạ cú chót, thì từ ra một chiếc xe chạy tới đèn pha xe chiếu thẳng vào người khiến bóng đen không kịp đề phòng hiện lên dáng vẻ của một cô gái với khuôn mặt tràn ngập sát ý không phải ai khác chính là hoài người im lặng rời đi khi nãy lúc chiếc xe kia chạy tới chỗ thiên nằm thì hoài đã biến mất dạng người đến là hàng xóm của nhà thiên thấy cô như vậy liền nhanh chóng gọi người giúp đỡ một bên gọi báo cho gia đình cô một bên đưa cô đến bệnh viện 3 giờ sáng An vẫn chưa ngủ được Không phải vì cô không buồn ngủ Mà là cô không dám ngủ Cô ngồi trên giường tay ôm gối nằm Dựa lưng vào tường Mắt nhìn trọng trọc vào màn hình điện thoại Liên tục sáng đèn nằm dưới chân Trên màn hình Những tin nhắn cứ liên tục được gửi đến Màn hình đã không còn chỗ trống để chứa Cô đã phải tắt âm thanh Thì nó liên tục reo Âm thanh tích tích đã trở thành Âm thanh đáng sợ nhất mà an từng nghe trong đời vừa về tới nhà an bận giúp mẹ dọn dẹp đống lộn xộn sau buổi nhậu của mấy người đàn ông nên không để ý điện thoại lúc cô trở về phòng thì mới phát hiện có hơn chục cuộc gọi và tin nhắn trên màn hình tất cả đều đến từ hoài giống như một cuộc khủng bố tinh thần những tin nhắn hoài gửi đến đều mang một nội dung giống nhau tất cả đều hỏi cô có phải cô đã chán ghét hoài được không có phải cô không muốn làm bạn với hoài nữa phải không có phải hoài đã không còn là người bạn quan trọng của cô rồi không an xác định hoài có ám ảnh rất lớn về vị trí của bản thân dường như trong suy nghĩ của hoài đã hình thành một tư tưởng nếu không phải là duy nhất thì sẽ không là gì cả đó là lý do hoài không muốn thấy cô đi chơi cùng các bạn khác không muốn cô thân thiết cười đùa với các bạn khác hoặc khi cô vừa làm lơ hoài Cô ấy sẽ lập tức trở nên kích động một cách lạ thường tất cả có lẽ là do chấn thương tâm lý từ việc bị cha mẹ ruột bỏ rơi hoặc là từ việc bị bạn bè cô lập nhưng dù là lý do gì đi nữa thì an cũng không thể kìm được sự sợ hãi và muốn tránh xa người bạn này màn hình vẫn tiếp tục nhảy tin nhắn an quá sợ và cũng không muốn trả lời liền chụp lấy điện thoại muốn tắt nguồn đi nhưng ngay lúc đó tin nhắn mới nhất chỉ vọn vẹn mấy chữ khiến An điếng hồn, nước mắt vươn trên khóe mi trực trào. Tôi sẽ đến tìm cậu. An tin hoài sẽ thực sự đến, cô ấy đã làm nó một lần rồi. An cầm điện thoại trên tay, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng quyết định gọi điện lại cho hoài. Đối với An, việc học luôn phải đặt lên hàng đầu. Chỉ còn vài tháng nữa là cô phải bước vào kỳ thi quan trọng nhất. Thời gian này cô không muốn bị phân tâm bởi bất kỳ chuyện gì. Dù Hoài có tính độc chiếm hay gì cô cũng không quan tâm. Trong lòng tự chấn an rằng hai người họ cũng chỉ còn gặp nhau thêm vài tháng nữa thôi, đáng một chút là được. Anh không biết rằng việc cô gọi điện cho Hoài vào lúc đó chính là một quyết định cực kỳ đúng đắn. Vì lúc cô gọi điện qua, Hoài đã leo lên xe chuẩn bị chạy tới nhà cô với một con dao thái nằm trong rổ xe an giải thích cho hoài nghe tại sao cô lại có mặt ở quảng trường vào thời gian đó cô kể về ông bác có cách nói chuyện như muốn đưa người khác vào hẻm cụt về gã đàn ông với nụ cười cợt nhả và vẻ ngoài trông chẳng khác gì một thằng lưu manh cô mong rằng những điều mình nói sẽ giúp hoài thôi không giận dỗi nữa sau khi an kể xong hoài im lặng một hồi lâu giống như đang nghiền ngẫm lại xem câu chuyện cô kể là thật hay giả vậy An cũng đã chuẩn bị vài câu trả lời nếu Hoài có hỏi gì đó. Cô cảm giác mình đang ở trong một buổi thẩm vấn nghi phạm của cảnh sát. Một bộ phim trinh thám mà cô đang xem cũng có những cảnh tượng giống như này. Sau một thời gian dài nghiền ngẫm, Hoài đã lên tiếng hỏi. Gã kia khiến cậu chán ghét sao? Hả? An ngớ người vài giây đáp. Ghét chứ? Nhìn tên đó giống như một người vô công dỗi nghề vậy thế nhưng mở miệng ra câu nào cũng nói trên đầu trên cổ người ta tôi sẽ không bao giờ thích cả cho một người như vậy cha mẹ cậu ép cậu thích cả sao hoài lại hỏi an nghĩ ngợi một hồi rồi uyển chuyển nói không có ép nhưng vì ông bác đó có ơn với nhà mình nên mình nghĩ nếu ông bác đó vẫn kiên quyết có lẽ cha mẹ mình sẽ không thể từ chối được họ không thương cậu sao tại sao lại ép cậu làm điều cậu không thích Giọng hoài lạnh lạnh cất lên Mỗi một câu hỏi Đều như mang theo ba tầng ý nghĩa sâu xa bên trong An giọng buồn buồn nói Người lớn cũng có cái khó của người lớn Mấy đứa con nít tụi mình còn chưa bước chân ra xã hội Mà đôi khi cũng vào thế khó lựa chọn Huống chi là người lớn họ còn trải qua đủ thứ chuyện trên đời Cậu có cảm thấy mệt mỏi không? Hoài đột nhiên hỏi An suy nghĩ cẩn thận một hồi đáp mệt chứ gần đây bài tập giáo viên đưa làm tới một giờ sáng còn chưa xong còn thêm mấy lớp học thêm còn cả chuyện của hoài nữa an cảm thấy tinh thần và cả sức lực của cô đều đang kiệt quệ từ từ cậu có muốn sống cùng mình không chúng ta sẽ đi tới một nơi không có cha mẹ không có tên đàn ông tồi tệ không có những người khiến cậu mệt mỏi chỉ hai chúng ta thôi có được không giọng hoài đều đều từng chữ từng chữ nói ra đều nhẹ như bông nhưng khi ghép lại với nhau lại biến thành những lời mang nặng ý áp đặt hoài muốn biến an thành một người như cô ta an níu chặt mày ngay lập tức từ chối thiện ý này của hoài làm sao vậy được chúng ta đều còn gia đình còn phải đi học rồi lập nghiệp cậu mà đi mất thì cha mẹ cậu phải làm sao họ sẽ lo lắng lắm gia đình là vậy mà đôi khi không thể làm bất cứ việc gì cũng thuận theo ý mình được mình cũng từng làm cha mẹ buồn mà chủ yếu là sau mỗi lần như vậy chúng ta lại thêm hiểu nhau chứ không phải là giấu nhèm hết suy nghĩ đi rồi sau đó bỏ đi biệt tích cậu cũng đừng nghĩ như vậy nữa nếu cậu biến mất cha mẹ cậu sẽ lo lắng lắm đấy hoài chợt bật cười tiếng cười khinh khỉnh chứa đựng lẫn sự giễu cợt cùng sự chua xót họ đã có con trai của mình rồi mình chỉ là kẻ thừa mà thôi Chẳng ai cần mình nữa Ai cũng muốn xa lánh mình hết Chỉ có cậu chủ động kết thân với mình thôi Nghe Hoài nói vậy Niềm thương cảm mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong lòng An Cô đưa tay gãi gãi sóng mũi nói Không có chuyện đó đâu Chỉ là mẹ cậu vừa mới sinh em bé Nên lúc đầu sẽ chăm sóc em nhiều hơn Đợi em cứng cáp thì mẹ sẽ không còn chăm chăm vào em nữa Không đâu Họ đã bỏ rơi mình rồi Giống như những người trước Hoài kiên định nói. An rơi vào tình thế khó xử. Cô có cảm giác dù bản thân có nói gì thì cũng không thể thuyết phục được Hoài. Đồng hồ trên tường điểm 4 giờ. Hoài đột nhiên lên tiếng hỏi. Mình có phải là người bạn thân tốt nhất của cậu không? An bị câu hỏi của Hoài làm cứng họng. Cô suy nghĩ giây lát rồi nói. Cậu đương nhiên là bạn thân nhất của mình. Giống như thiên như bình. Chúng ta đều là bạn thân của nhau. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, giờ cũng trễ rồi nên mình cúp máy đi, có gì mai nói tiếp nhé." Dứt lời, An nhanh chóng dập máy, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đến khi nó tắt hẳn mà không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào khác thì cô mới yên tâm. Thế nhưng cú dập máy quá nhanh của An đã khiến cô bỏ lỡ sau câu nói sau cùng của Hoài. Đã là tốt nhất thì không nên có nhiều hơn hai. Hoài ngồi lặng người trong không gian u ám của căn phòng Trên tay và cả chiếc áo trắng đang mặc trên người Đều dính lem luốc vết máu của thiên Cô ngã lưng ra sau Ánh mắt không tiêu cử nhìn chằm chằm vào hư không Cô đang nhớ lại chút chuyện Người đàn ông cười tiết mắt Hai tay giang rộng ôm chặt đứa con gái ba tuổi của mình vào lòng Giọng đầy tự hào nói Hoài của cha ngoan quá con gái ai mà vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy chứ Cha thương hoài nhất trên đời luôn Chỉ cần hoài lớn lên bình an Cha vì con làm gì cũng được hết Bé gái cười hi hi Nằm trong lòng ngực cha mình Cảm nhận sự ấm áp của tình phụ nữ Đột nhiên người đàn ông giơ tay đẩy nó ra khỏi vòng tay mình Trên khóe mắt anh ta in rõ vết chân chim Dường như anh ta đã trải qua rất nhiều chuyện Người đàn ông cất tiếng nói trong giọng nói chứa đựng mười phần xa cách con theo mẹ đi cha không thể đem con theo được bà nội bệnh nặng cần người chăm sóc mẹ con chỉ có một mình mẹ sẽ lo cho con đầy đủ hơn cha con ở nhà đợi mẹ cha đi đây bé gái không hiểu cha đi đây nghĩa là cha sẽ không trở về nữa là vẫn ở đó ngoan ngoãn đợi mẹ trở về người phụ nữ nước mắt rơi đầy mặt cảm xúc của cô đã không thể kìm lại được cô không tiếc lời oán trách cuộc sống quá bất công với cô quá bất công với đứa con bé bỏng của cô cô ôm con gái trong lòng thổn thức nói mẹ không hối hận vì đã sinh con ra không có nội ngoại cũng không sao chỉ cần có mẹ và cha con là được rồi hoài là báu vật của mẹ là điều tuyệt vời nhất ông trời đã dành tặng cho mẹ cuộc đời của mẹ từ đây đến hết đời đều là sống vì hoài con gái yêu của mẹ nhưng sau đó không lâu Vẫn là người phụ nữ đó mặt lạnh như tiền Đeo trên mặt lớp trang điểm dày dặn Khiến biểu cảm của cô có phần cứng nhắc Cô nhìn đứa con gái do chính mình rứt ruột đẻ ra Như một gánh nặng Thở dài nói Mẹ đã vì con ở bên cạnh người đàn ông đó nhiều năm như vậy Bị từ nhà nội tới nhà ngoại khinh rẻ Mẹ bất chấp tất cả sinh ra con Bỏ cả thanh xuân, sức khỏe và cả tương lai sự nghiệp mẹ không cầu con báo hiếu hay nuôi dưỡng nó con ở đây đợi cha tới đón đi ông ấy dù sao cũng là cha con nên sẽ không bỏ con đâu con cứ coi như không có người mẹ này đi không cần đợi mẹ nữa đâu mẹ đi đây hoài vẫn nhớ gương mặt của cha mẹ nuôi trông rất lạ khi nhìn thấy cô chạm cũng không dám chạm nói cũng không dám nói hai người họ một người bên trái một người bên phải im lặng ngồi đợi cô khóc xong Mẹ nuôi mặt mày hiền từ Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô xoa nhẹ Giọng run run nói Con tên là Hoài phải không? Từ nay con đến sống với cô chú nhé Cô chú sẽ là cha mẹ của con Cô chú sẽ thương Hoài như con ruột của mình Sẽ mua cho Hoài thịt nhiều đồ chơi Và đồ ăn ngon có được không? Và cũng là người phụ nữ đó Của nhiều năm sau Nó bị điên rồi Em sợ nó lắm Đừng để nó lại gần con trai em biết thế lúc trước đã không mang nó về rốt cuộc em đã làm chuyện xấu vì mà lại gặp phải một đứa con gái như nó chứ tất cả bọn họ lúc ban đầu mở miệng ra cầu nào cũng là vì cô nhưng cuối cùng vẫn là bọn họ chọn vứt bỏ cô lại sáng hôm sau hải mang theo bài tập đến tìm an nhưng an đã sớm rời khỏi nhà cô cùng mẹ về quê để phụ dọn đám rỗ trong nhà chỉ còn lại cha cô vì có công việc cần xử lý nên đến trưa ông mới về hoài không gặp được an hơn nữa có lẽ vì đang vội nên cách nói chuyện của cha an khiến hoài có cảm giác như ông đang không muốn cho cô gặp con gái mình trong lúc tức giận hoài bất bình lên tiếng hỏi chú muốn gả hoài cho tên sợ khanh kia sao chú vì tiền mà muốn bán con gái mình sao cha an hoàn toàn sững sờ ông nhíu mày đáp lời cháu nói chuyện với người lớn như vậy sao chuyện nhà chú ai mượn cháu lo chú có bán hay gả con gái cũng là chuyện của chú cháu về học lại cách ăn nói đi nói xong ông đưa tay khóa cổng sau đó đi ra xe muốn nhanh chóng rời đi thế nhưng hoài nào buông tha cho ông cô nhào đến nắm lấy cánh tay ông giận dữ hét lên chú làm cha mà sao không biết nghĩ cho con gái mình cậu ấy đâu có thích người kia chú phải nghĩ cho cảm nhận của con gái chú chứ chú không được làm cậu ấy buồn nếu chú làm vậy cháu sẽ không tha cho chú đâu Cha An giật tay lại quát lớn Cái con nhỏ này bị sao vậy Cha mẹ cháu dạy cháu như vậy hả Còn dám nói mấy lời đe dọa kia nữa Chú không muốn con gái chú làm bạn với người như cháu Từ nay về sau Cấm cháu tới tìm nó Cũng cấm cháu lại gần An Nếu cháu còn nói chuyện kiểu như vậy Thì đừng trách chú tới nói chuyện với cha mẹ đấy Dứt lời Cha An khởi động xe rời đi phải đứng phía sau nhìn chằm chằm theo đuôi xe của cha an hai hàm răng cô nghiến chặt lại tay thỏ vào túi như một phản xạ bên trong đó nơi không ai nhìn thấy một con dao thái nhỏ nằm trơ trọi bên trong trong bóng tối đột nhiên có cảm giác lưỡi dao trở nên sắc lạnh hơn rất nhiều chuyện hoài đến tìm và nói những lời kia đã được cha an kể lại cho an nghe không thiếu một câu an cũng nhân cơ hội này kể cho cha mẹ cô nghe về cách đối đãi khác thường của hoài dành cho cô hoài thật sự xem cô như một người đặc biệt quan trọng thậm chí cô còn có cảm giác nếu có thể hoài thật sự muốn đem cô giấu đi giấu đến một nơi chỉ có duy nhất hoài biết cha mẹ an nghe vậy thì không kìm được cảm xúc sợ hãi mà trách mắng cô vài lời hỏi cô tại sao không nói cho họ biết sớm hơn an thật sự nằm ở tình thế tiến thoái lưỡng nan một phần cô sợ thật Nhưng cô cũng thương hoài thật Đều cùng là con gái Cùng độ tuổi Nhưng một bên thì tình thương giạt rào, Một bên thì chắc chiêu từng ít Việc hoài ỷ lại Và muốn độc chiếm sự quan tâm của cô Âu cũng là do chấn thương tâm lý Ở tuổi thơ Đối với một cô gái bị hết người này Đến người khác tổn thương Hỏi cô làm sao có thể quay lưng bỏ mặc được chứ Trong ngày không gặp được An hoài lại bắt đầu khủng bố tin nhắn và cuộc gọi an đến mức bị cha mẹ cô phát hiện và tịch thu cũng chính vì không có điện thoại bên cạnh mà đến sáng hôm sau lúc đến trường học an mới biết chuyện thiên bị ai đó chặn đánh đến chấn thương đầu cha mẹ thiên thì từ buổi tối đó vẫn luôn túc trực ở bệnh viện đầu thiên bị đập mạnh nên đã rơi vào hôn mê cha mẹ cô vì lo cho con gái mà quên ăn mất ngủ vì vậy nên cũng không có tinh thần báo cho ai biết chuyện của cô thiên là một trong những người bạn cực kỳ quan trọng với an nghe tin thiên gặp chuyện nên cả buổi học hôm đó cô chẳng lưu vào đầu được chữ nào đến giờ tan học cả nhóm bạn của an quyết định sẽ tới bệnh viện để thăm thiên dù hiện tại cô vẫn chưa tỉnh lại chuyện trước chưa xong chuyện sau lại tới an và nhóm bạn vừa ra tới cổng thì bị đức chặn lại an từ đầu đã không ưa gã gần trước chịu tiếp chuyện chỉ vì có người lớn ở đó lần này không có ai nên cô cũng không thèm để gã vào mắt không nói chuyện đàng hoàng được hả? đức thế an cứ né tránh liền lấy nắm quay đeo ba lô của cô gàn giọng nói hành động này của gã khiến đám con gái hơi sợ vì trông gã như một tên chuyên làm chuyện xấu thế nhưng vì ở đây có đông người qua lại nên lá gan của cả đám cũng lớn hơn một chút an đánh mạnh lên tay gã quát đàn ông con trai nắm cái gì mà nắm Người ta né ra chính là không muốn nói chuyện đấy Lớn đầu rồi mà không biết nghĩ à Tránh ra dùm đi Đức bị an sổ một chàng một mặt liền vô cùng xấu hổ Lòng tự trọng bị động chạm Nhưng với hàng chục ánh mắt đang hướng về phía mình Cả buộc phải buông tay ra Đức nhìn chằm chằm vào An Giọng như đang tra hỏi Tại sao từ bữa tới giờ tôi gọi điện nhắn tin Mà cô không nghe cũng không trả lời Cô đang làm lâu tôi hay đang khinh thường tôi đấy An nghĩ đến mối quan hệ của hai nhà nên vẫn lịch sự trả lời hôm đó tôi đã nói rõ là chưa nghĩ đến chuyện yêu đương số điện thoại cũng là cha mẹ tôi tự đưa ra chứ tôi không có ý muốn đưa cho anh nếu đã không muốn thì tôi còn trả lời tin nhắn hay nhận cuộc gọi của anh làm gì còn chưa nói đến những tin nhắn mà gã gửi đến cho cô toàn mang ý xỉ nhục phụ nữ nói cô có phước lắm mới được cha gã để vào mắt tôi còn tu mấy kiếp mới về được nhà gã làm dâu chưa dừng lại ở đó gã còn bảo cô phải điều dưỡng cơ thể để khi cưới về thì nhiệm vụ của cô sẽ là ở nhà sinh con rồi còn nhấn mạnh gã thích con trai hơn sinh bao nhiêu gã sẽ nuôi bấy nhiêu còn con gái thì tự để bên nhà mẹ mà nuôi đối với một người có khiếm khuyết cả về nhân cách lẫn tư tưởng như gã nhắn hai chữ trả lời cô cũng thấy mỏi tay cha cô có được như bây giờ đều là nhờ một tay cha tôi giúp đỡ đấy sao cô lại không biết điều vậy hả cứ nghe theo lời cha mẹ cô gả cho tôi đi ngoan ngoãn ở nhà làm vợ thì cả đời khỏi lo bốn chữ cơm áo gạo tiền rồi sao trên đời lại có thứ ngu như cô chứ mỗi một lời của đức nói ra đều mang hàm ý hạ thấp phụ nữ một bên xem phụ nữ như máy đẻ một bên xem như người ở trong nhà loại đàn ông như này mới là vừa ngu vừa hèn đấy Bình là một cô gái mạnh mẽ, lời gã nói quá trướng tai khiến cô không kịp được sự giận dữ mà giơ chân đạp mạnh lên bắp đùi gã, khiến gã mất đà quỵ sụp xuống đường. Gã còn chưa kịp phản ứng thì một ngón tay đã chỉ thẳng lên mặt gã, thiếu điều xém chọt luôn vào mắt gã. Mày mới là thằng ngu đấy, cái thứ như mày mà cũng mong có vợ, cũng mong có người vì mày đẻ con à? Lấy gen của mày thì đẻ ra thứ gì? Cái thứ cặn bã của xã hội hay thứ đầu óc ngu dại tứ chi kém phát triển? Mày có tiền nhiều thì đi sửa não lại đi Cái thằng ngu Bình nói xong liền kéo tay An rời đi Đám đông ủa đến to nhỏ bàn tán Khiến Đức vẫn còn quỳ trên sàn Nghiến răng trèo trèo Thiếu điều nghiến nát luôn cả hàm Cả đứng phát dậy Chỉ tay theo nhóm của An lớn tiếng gào lên Đồ quỷ cái Tao sẽ không tha cho mày đâu Ở lại chỉ làm trò cười cho thiên hạ Đức giận xanh mặt thở hồng hộc Từng hơi rời đi trong lòng đã điểm qua 7749 cách để xử lý đám bạn của An. Đức không về nhà ngay mà theo con hẻm nhỏ bên cạnh trường học của An đi sâu vào trong. Gã muốn đi tìm đám anh em của gã. Đức rời đi mà không biết rằng Hoài ở phía sau đã nhìn thấy hết những việc gã làm vừa nãy. Trong mắt cô nồng đậm sát ý, cô quay người cẩn thận đi theo phía sau gã. Vòng vèo qua mấy con hẻm, đặc trưng của những vùng đô thị phát triển, một nơi thì đất rộng người thưa một bên thì đường đi cũng không đủ nhưng người thì lên cả tá thậm chí trên con đường mà bọn họ đang đi thì thoảng có quần áo của nhà nào đó phơi phía trước đang quét qua đầu đức ghét cay ghét đắng cái khu này nhưng chỉ ở đây gã mới là người có tiếng nói đức cặp đám này trong một lần đi lạc cả đám vòi gã tiền và hứa sẽ chỉ đường cho gã ra ngoài gã là người mất tiền nhưng gã lại thu về một đám người tôn thờ tiền như mạng thế là gã thành đại ca ở đây giờ chỉ mới là buổi trưa gã chắc chắn đám đàn em hờ kia của gã vẫn còn đang ngủ có vài đứa thì đang làm việc ở công trường gần đây hoặc chỉ đơn giản là đi lang thang khắp khu như tập dưỡng sinh đức thừa nhận gã tự cao nhưng gã không hoàn toàn là thằng ngu chỉ vòng qua hai con hẻm là gã đã biết có người đi theo phía sau cho nên trong lúc hoài cứ mãi đi theo phía sau cô không để ý rằng con đường cô đi vào càng ngày càng vắng. Hoài đi qua một dãy nhà được lộp bằng tôn, lớp tôn đã rỉ sét và đầy lỗ thủng. Bên cạnh là một bãi rác cực kỳ lớn, các chất chồng lên nhau thành một ngọn núi nhỏ. Tiếng ruồi vo ve bên tai và nó cực kỳ nặng mùi. Đi tới đó Hoài chợt khựng lại vì cái mùi rác nồng nặc khiến cô bị phân tâm. Cô vừa cúi xuống muốn lấy khẩu trang ra đeo vào, lúc ngước lên thì Đức đã biến mất. Cô mất dấu gã rồi thật thất vọng. Hoài đang nghĩ như vậy, mặc dù cô vẫn chưa nghĩ ra nếu như đối mặt với gã thì cô sẽ làm gì. Hoài vẫn đang nghĩ, rồi đột nhiên cả người cô như bị thứ gì đó bao phủ. Ánh nắng rát ra chiếu vào lưng đã biến mất. Sóng lưng Hoài đột nhiên lạnh toát, cô quay phát đầu ra sau, thì ngay lập tức đối diện với gương mặt đang nhếch lên nụ cười đắc ý của Đức. Em gái, em đang tìm anh sao? phải lùi lại muốn chạy nhưng tên đức đã nhanh hơn một bước túm lấy tay cô bàn tay to lớn của gá chụp lấy miệng cô bóp chặt để ngăn cô hét lên một tay còn lại dễ dàng ôm lấy thân mình nhỏ nhắn của cô cả người cô nhẹ bẫng bị gã ôm lên không một chút khó khăn cô dãy rủa nhưng sức lực của cô so với gá chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá gá ôm cô tới một căn nhà trông như nhà kho nằm phía sau bãi rác lớn bên trong bụi bặm chất lên từng lớp gã vật cô xuống chiếc giường gỗ làm nó phát ra âm thanh kèn kẹt, kẹt yếu ớt cô càng thêm dùng sức vẫy đạp tay chân vùng mạnh phản kháng vô tình cào lên cổ gã mấy vết sâu hoắm rướm máu cảm giác đau rát khiến đức nổi trận lôi đình tay vun lên thổi một cú vào bụng hoài khiến cô đau đớn cuộn người lại chưa dừng lại ở đó có lẽ vẫn còn ôm trong bụng sự tức giận khi bị khinh thường vừa nãy Gã giơ tay tát mạnh lên mặt Hoài một cái. Mặt Hoài bị gã đánh lệch qua một bên, khóe môi tóe máu, hai mắt như dại ra. Trong một lúc cơ thể không kịp làm ra hành động gì mà nằm bất động tại chỗ. Thấy Hoài không còn phản kháng, đức cười vui vẻ tay giật mạnh cúc áo của Hoài ra, tư thế sẵn sàng làm ra hành động vô liêm sỉ, đúng chuẩn của một tên cặn bã của xã hội. Hoài bị đè bên dưới không phải hoàn toàn bất động cô của quạng tay muốn tìm thức gì đó để phản kháng đây đích thị là một nhà kho bên trong để vài dụng cụ đã bị hư hỏng người trước đó ở đây là một người làm nghề nhặt ve chai mỗi lần có rác được đem đến thì chính là thời gian làm việc của chủ nhà nhưng nơi đây đã vài năm không có người ở hoài bị hơi thở hồng hộc của gã thổi bên tai khiến da gà của cô nổi lên từng tầng dạ dày sôi ủng ủng như sắp ói hết đồ ăn trong ngày ra ngoài đúng lúc này bàn tay cô chạm trúng một thứ gì đó cảm giác như một que gỗ không chút do dự cô vung lên đâm mạnh que gỗ vào mắt của đức mẹ nó mắt tao còn quỷ cái đức rống lên như heo chọc tiết máu tao giết mày một bên mắt của đức bị que gỗ chọc sâu đến hơn phân nửa đó là một đôi đũa bằng gỗ chuyên dùng cho mấy kiểu thức ăn đóng hộp cơn đau thấu xương khiến gã có cảm giác não cũng đã bị đâm thủng gã đưa tay bịt mắt máu trào ra qua ke tay thấm ướt phần áo trước ngực cơn đau khiến gã lùi ra khỏi người hoài tất cả giác quan đều tập trung hết vào một bên mắt đang chạy máu không ngừng nhân lúc này bằng tất cả sự giận dữ và điên tiết hoài dùng chân đạp mạnh vào bụng khiến đức Loạn choạng ngã xuống sàn nhà đầy bụi gã còn chưa kịp hiểu tình hình thì hoài đã ngồi thẳng lên người gã đột nhiên gã cảm thấy lạnh người hình như có thứ gì đó lạnh lẽo vừa cắm vào người gã hình như nó đã được rút ra hình như nó lại được cắm lại vào ngực gã hoài phía trên vung sao không biết mệt mỗi lần cắm vào rút ra thì máu lại bắn lên áo đồng phục màu trắng của cô đều đã bị nhuộm đỏ cho tới khi người nằm bên dưới không còn cử động nữa thì hoài mới dừng lại khuôn mặt cô lem luốc vết máu thế nhưng trên môi vẫn đang nở nụ cười đầy mãn nguyện vì cô nghĩ bản thân vừa làm được một chuyện rất đúng đắn cô đã xử lý được người mà an chán ghét sẽ chẳng có ai chịu vì an mà làm chuyện này chỉ có cô mới làm được cho nên an không thể xem cô như những người bạn khác được cô đặc biệt hơn bọn họ rất nhiều nếu an biết việc cô làm an chắc chắn sẽ không thể vứt bỏ cô như những người khác được đâu 5 giờ chiều, An và Bình sau khi đến thăm Thiên thì tới thư viện làm bài tập. Cả hai vô cùng lo lắng vì có lẽ Thiên sẽ không thể tham gia kỳ thi đại học được với tình trạng kia. Thậm chí bọn họ còn không biết cô có tỉnh lại hay không. Có lẽ đối với đa số người, ung thư hay những căn bệnh được chẩn đoán đã tới giai đoạn cuối là điều đáng sợ nhất khi đến bệnh viện. Nhưng ở một phương diện khác, hôn mê chính là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất của đa số bệnh nhân và cả người nhà của họ một khi được bác sĩ phán hai chữ hôn mê thì thứ người nhà bệnh nhân phải đánh đổi chính là thời gian một điều đó còn đáng sợ hơn gấp mấy lần vì họ không biết bản thân có thể bỏ ra bao nhiêu thời gian để chờ đợi và còn phải chờ đợi tới khi nào nữa từ thư viện đi ra an nhận được tin nhắn của hoài hoài gửi tới cho cô một vị trí cùng lời nhắn mong cậu sẽ vui khi nhận được món quà này an thử áp vị trí kia lên bản đồ thì nhận thấy nơi đó là khu vực nằm phía sau trường học chính là cái khu dân cư nghe bảo sắp bị phá rỡ để quy hoạch thành đường xuyên tỉnh an biết chỗ đó vì có mấy lần nhà trường tổ chức hoạt động dọn vệ sinh cô đã tham gia và cùng mọi người đến đó để thu gom rác bình nhìn vị trí trên bản đồ chỗ đó gần đây đã có rất nhiều nhà dân chuyển đi mặc dù nhà cửa san sát nhưng cũng không còn bao nhiêu người ở nhìn chung là khu vắng vẻ ở đó thường tụ tập mấy thành phần bất hảo có khi còn là dân hút chích tóm lại vẫn là nơi không an toàn nên bình đã kiến nghị an không nên tới đó thế nhưng vì tinh thần hoài có lúc không bình thường khiến an rất xem trọng những hành động và lời nói của hoài không hiểu vì sao khi cô nhìn thấy hai chữ món quà lại khiến cô có cảm giác chẳng lành chút nào với những việc hoài đã làm cô nghĩ rằng đây không đơn giản chỉ là một trò đùa điều cô sợ nhất chính là suy nghĩ dường như hoài có thể làm ra rất nhiều điều mà cô không ngờ đến chắc tôi phải tới đó bà ơi tôi thấy lo lo sao á bình nghĩ ngợi trong đầu rồi nói đi thì đi nhưng để tôi gọi cho mấy anh tôi cùng đi giờ cũng chiều muộn rồi lỡ trong đó gặp mấy đứa ất ơ có hai đứa mình thì làm ăn gì được nhà bình có ba anh trai bình là con gái út trong nhà nên rất được chiều Thật ra An cũng sợ nên lúc nghe đề nghị này của Bình cô đã không từ chối. Bình gọi mấy anh của cô tới gần cổng trường. Sau khi tập hợp xong thì cả đám theo hướng dẫn trên bản đồ đi tới chỗ hoài chỉ. Buổi chiều An có giờ học thêm, trước đó cô cũng nói với mẹ sẽ đến bệnh viện thăm thiên. Nên việc cô về trễ mẹ cô cũng đã biết, cho nên chiều đó bà đi làm về và rất thong thả ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Cha An ngồi trong phòng khách xem một bộ phim Đài Loan đã được trình chiếu được năm mùa hè mà vẫn chưa nghe nói gì từ cái kết. Bên ngoài gió bắt đầu nổi lên, lá cây bị những cơn gió mạnh thổi đập vào cửa sổ ở phòng bếp khiến mẹ An chú ý. Bà nhìn ra bên ngoài, mây đen vẩn vũ kéo đến, vừa hé mở cửa sổ ra thì một cơn gió lạnh thổi qua da thịt khiến bà không khỏi rùng mình một trận. Mắt thấy đồ ngoài sân vẫn chưa lấy vào, Bà đang dở tay liền lớn tiếng gọi lão chồng của mình Anh Quyền Ra sân lấy đồ vô dùm em cái Em đang dở tay Cha An đáp một tiếng ở ừ rồi đứng dậy đi ra ngoài Ông đi ra sân Gió thổi đám lá khô tấp hết qua một góc Ông ngước mắt nhìn trời Mấy đám mây xám xịt trên đầu báo hiệu rằng Đây là một cơn mưa không nhỏ Nhưng gió mạnh có thể thổi bay mây đen đi Buổi trưa trời nóng muốn nổi lửa nên một cơn mưa là điều ai cũng mong đợi dù vậy con gái vẫn đi học chưa về nên ông mong đó chỉ là một cơn mưa rào nhẹ đủ ướt đường là được lấy đồ xong đang định đi vào thì cha an vô tình liếc mắt ra cổng và nhìn thấy hoài đang đứng bên ngoài hoài không gọi không kêu nếu như cha an không vô tình nhìn thấy thì không biết cô sẽ đứng đó ở đó đến bao giờ nhìn thấy hoài đứng bất động ở đó trong đầu cha an thoáng hiện lên suy nghĩ cô thật sự trông giống một hồn ma bất vượng ông treo đồ trở lại xào xong đi ra gặp hoài nói chuyện không phải chú đã nói con đừng đến đây nữa rồi sao chú không cho an chơi với con nữa rồi mà con còn tới đây làm gì nữa hoài xếp chặt quay ba lô trước ngực giọng buồn thiêu nói con có chuyện muốn nói với cô chú chuyện quan trọng lắm ạ chú cho con vào nhà nói chuyện được không con an nó đi học không có ở nhà đâu, có vô cũng vậy thôi. cha an vẫn tiếp tục từ chối. hoài lắc đầu trên gương mặt trẻ để áp sự chân thành. con không tìm an, con tìm cô chú, con có chuyện muốn nói ạ. À. hoài đã nói tới vậy rồi cha an cũng không thể từ chối tiếp được nữa, liền mở cửa cho cô đi vào. hoài từ bên ngoài đi vào, đi thẳng tới ghế ở phòng khách rồi ngồi xuống thật sự là tự nhiên đến mức xem đây là nhà của mình đến cả mẹ an đang đứng sừng sững ở kia cô cũng không thèm chào một lời cha an đi theo phía sau ôm theo đống đồ đã khô đi tới phòng để quần áo rồi mới đi ra nhìn thấy hoài đã chém chệ ngồi ở ghế giữa thì cũng cạn lời ông còn chưa kịp làm gì thì đã bị vợ mình kéo qua một bên trừng mắt hỏi ông biết nó ra sao còn đưa nó vào đây làm gì thế hả Cha An cũng không có cách nào khác kể cho bà nghe đoạn đối thoại ngắn bên ngoài. Xong thì đi ra ngoài phòng khách nói chuyện với Hoài. Mẹ An cũng không chịu đứng yên, cởi tạp dề trên người treo lên móc rồi cũng theo chồng mình đi ra ngoài. Hai người đi ra khiến Hoài giật người một cái, một tiếng cạch vang lên. Hoài tái xanh mặt mày cúi xuống nhặt lên thứ vừa rơi khỏi tay. Thực đời trên đất là một chai nhựa nhỏ có kích thước lớn hơn lòng bàn tay Hoài một chút nhìn bên ngoài có phần giống một chai siro ho trên vỏ chai đề là nhãn hiệu của một loại thuốc trừ sâu an bình và ba người anh của bình đi theo định vị hoài gửi tới trước một căn nhà lập tôn cũ kỹ nơi họ đứng không hề có một chút ánh sáng hiện đại nào trong tay mỗi người đều phải tự cầm điện thoại bật đèn phần lát để soi đường thời gian hiện tại chỉ mới qua sáu giờ một chút thế nhưng khu vực này trước là trường học sau là công trường một đống nhà tôn lụp sụp chen chúc ở đây trông chẳng khác gì đám người lùn trong vương quốc của người khổng lồ còn chưa nói tới việc những chủ nhân trước đây vì sợ mưa lớn tạt vào nhà mà dựng bạt che trước cửa nguồn sáng tự nhiên cũng vì vậy mà bị cắt đứt hết đình vị nằm ở khu vực này còn cụ thể ở nhà nào thì không ai biết anh hai của mình năm nay đã hai mươi tám tuổi liếc mắt nhìn đống rác lớn bốc mùi bên cạnh không nhìn được bịt chặt mũi nói nếu bạn kia của em bình thường có vui tính không? Chắc không phải ý nó nói quà chính là cái đống rác này đó chứ. Bình và An không thể nhìn ra được sữa hoài và vui tính có liên quan gì. Nếu bây giờ kêu cả hai mô tả hoài thì chắc chỉ bằng hai từ đáng sợ mà thôi. An vẫn tin rằng Hoài sẽ không vô duyên vô cớ kêu cô tới tận đây, cho nên cả năm người đều chia nhau ra tìm thử. Ở đây có vài hộ gia đình có người, Mấy anh của Bình gõ cửa hỏi chuyện Thì bọn họ đều nói là đi làm mới về Nên không biết gì Lúc hỏi chuyện bọn họ có vô tình liếc nhìn vào trong Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng Mà ở đây còn phải đốt đèn cầy Là do bọn họ đã quá đề cao Sự phát triển của đất nước rồi sao Đúng lúc này Bình hình như đã tìm thấy được gì đó liền lớn tiếng kêu cả đám Bốn người nhanh chóng chạy qua Theo ngón tay của Bình chỉ về phía trước Cả đám liền nhìn thấy một cây kẹp hoa sứ đang nằm trên đất, mà nói đúng hơn là không phải một cây mà là rất nhiều cây, có đủ tất cả các màu xanh đỏ tím vàng. Những cây kẹp sứ bị đặt trên đất một cách có chủ ý, tạo thành một con đường hướng về căn nhà nhỏ nằm phía sau bãi rác. Đó là nơi bọn họ đã bỏ qua từ ban đầu vì nó nằm khuất ở phía sau và trông giống như một nhà vệ sinh công cộng. Buổi tối hôm trước vô tình gặp Hoài ở quảng trường An đã nhìn thấy trên tay Hoài Cầm một bịch kẹp sứ Cho nên đây là do Hoài cố ý làm ra Để chỉ hướng cho bọn họ biết Những cây kẹp sứ vẫn còn rất mới Và cũng rất đẹp Dù bên cạnh nó là một bãi rác Nhưng vẻ đẹp của nó lại bất khả xâm phạm An trân trọng nhặt lên từng cây kẹp trên đất Bỏ vào cặp sách Cả năm người cũng nhanh chóng đi tới trước căn nhà kia đó là một căn nhà cực kỳ cũ kỹ cửa nhà bằng gỗ được đóng bằng mấy miếng ván rời rạc phía trên đầy vết mối mọt e rằng chỉ để đây cho có hình thức thôi chứ cũng chẳng che chắn được gì anh ba của bình nhanh tay đẩy cửa ra bên trong tối om chẳng nhìn thấy gì anh giơ điện thoại lên soi vào trong trước mắt cả đám là một cảnh tượng rùng rợn ớn lạnh ba người đàn ông thì còn đứng vững chứ hai đứa con gái thì như bị thu mất hồn chỉ kịp la lên một tiếng rồi ôm dính lấy nhau ngã ngồi xuống đất ánh đèn phật lát chỉ chiếu được một diện tích nhỏ nhưng đủ để nhìn thấy đức đang ngồi dựa lưng vào tường quần áo trên người gã nửa kín nửa hở khóa quần bị kéo xuống ba cúc áo trên cùng cũng đã bị mở ra nếu như không có vết máu thấm đẫm người gã thì gã chỉ trông như một tên say xỉn đầy tật xấu mà thôi vết máu chảy rộng trên sàn nhà gần như đã khô lại Màu sắc cũng đã thay đổi. Vết máu kéo dài từ giữa nhà tới tận bờ tường nơi Đức ngồi. Một mắt của gã bị que gỗ đâm xuyên, máu chảy xuống thấm ướt cả mặt. Trên người đầy vết đâm phủ khắp ngực và bụng gã. Điều đáng nói chính là một bên mắt của gã vẫn đang mở trao cháo, có thể nhìn ra được vài tia sợ hãi, kinh ngạc còn sót lại trong con mắt kia. Dường như trước khi chết gã đã gặp phải một chuyện rất đáng sợ. Tới mức gã còn chưa kịp làm gì Thì đã hồn lìa khỏi xác Anh út của Bình đỡ hai cô gái ra ngoài Anh hai thì nhanh chóng báo công an Anh cả thì đứng canh chừng Vì lo sợ kẻ thù ác vẫn còn ở đây Trên tay anh cầm một cây gỗ Nhặt được ở cạnh một đống gỗ vụn Trên đó vẫn còn đinh Những cây đinh rỉ sét chứa đầy thứ gây bệnh Có thể khiến người bị đâm trúng Mất đi một tay một chân Hay một mạng da thịt nào đó Nhưng nó sẽ không có tác dụng đối với một người đã chết bình có tâm lý vững hơn cô mất một vài phút để bình tĩnh lại nhưng an thì không được như vậy cô ôm chặt đầu chôn người trong lòng bình mà run rẩy cô đã từng nói với hoài đức là một cá đáng ghét đến mức nào mặc dù cô biết tâm thần của hoài có vấn đề hoài đã làm điều đó vì cô đức vì cô mà chết tất cả đều là do cô hoài tự trách một nhưng lại sợ hãi mười Đức là một người đàn ông cao to Còn mang theo bản tính lưu manh trong người Vậy mà lại bị người ta giết chết một cách tàn nhẫn như vậy Lại nghĩ tới việc bản thân từng đối mặt Nói chuyện Thậm chí là thân thiết với người kia Cũng đủ khiến cô kinh hãi tột độ rồi Cả đám đứng một bên chờ công an tới Bên cạnh có tiếng côn trùng kêu Xa xa có tiếng nhạc sập sình Tiếng còi xe Tiếng xe chở hàng ầm ầm chạy trên đường Tất cả đều không sao Thế nhưng cả đám lại giật bắn cả người Anh hai của Bình thậm chí còn phun ra mấy lời chửi cha mắng mẹ Chỉ vì tiếng chuông điện thoại của An reo lên không đúng lúc An quẹt nước mắt trên mặt Lấy điện thoại ra thì vô cùng bối rối Khi người gọi đến là mẹ cô Vốn dĩ hiện tại cô phải đang ngồi trong lớp học thêm Chứ không phải ở đây Nhưng mẹ cô biết rõ cô đang trong lớp vẫn gọi điện Thì chắc đã có chuyện rất quan trọng Hơn nữa có người chết là chuyện lớn sớm hay muộn thì cũng tới tay cha mẹ cô mà thôi. Nghĩ vậy An nhanh chóng bắt máy trước khi cuộc gọi hết thời gian chờ. Thấy An bắt điện thoại mẹ cô cũng chỉ ngạc nhiên trong vài giây rồi thôi. An hắng giọng, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất hỏi. Mẹ gọi con có gì không? Mẹ An đứng ở một bên nhìn cha An nói chuyện với Hoài. Từ nãy đến giờ Hoài cứ nói đủ thứ chuyện, cũng chẳng biết ý nó có ý gì mới vô thì tự dưng kể chuyện mẹ nó bỏ đi không về xong lại kể nói mẹ nuôi có con rồi bỏ đi rồi lại kể nó thương hai người mẹ này như thế nào hoàn cảnh của hoài đích thực rất đáng thương nhưng cách nói chuyện không đầu không đuôi của hoài khiến bà với lão chồng cũng chẳng biết phải phản ứng như nào cho nên bà đã để cho lão chồng ngồi nghe hoài kể chuyện tiếp còn bà thì ra gọi điện cho con gái để cầu cứu An lúc nghe mẹ cô nói Hoài đang ở nhà cô thì mặt mày tái mét, đứng phát dậy giọng run run hỏi lại. M "Mẹ, mẹ nói Hoài đang ở nhà mình hả mẹ?" "Ờ, ừ, nó tới đây ngồi cũng được hơn nửa tiếng rồi đó. Mấy thôi à, con xin cô về sớm đi, chứ mẹ thấy nó kỳ kỳ sao á." Mẹ An thở dài nói. An sợ quá bật khóc nức nở, cô siết chặt điện thoại run giọng thúc giục. M "Mẹ, mẹ mẹ ơi, mẹ với cha đi nhanh đi khỏi nhà, đi khỏi Hoài." trời ơi ông quyền ông sao vậy ông nghe tôi nói gì không ông quyền ông quyền an bị tiếng hét thất thanh của mẹ mình làm chấn động cô như kiến trên chảo nóng lớn tiếng hét vào điện thoại của mẹ mình tiếng gọi mẹ của cô vang vọng cả một vùng có mấy người sống gần nghe thấy liền chạy ra nhìn họ chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra chỉ thấy có một đứa con gái tay ôm điện thoại nước mắt rơi đầy mặt khản giọng gọi mẹ ai nhìn vào cũng nghĩ chắc mẹ cô đã gặp chuyện gì đó rồi mấy anh em bình cũng nghĩ y như những người đó bà bà sao vậy mẹ bà bị gì vậy bình bối rối lên tiếng hỏi Anh không nghe được tiếng trả lời của mẹ mình mà chỉ nghe tiếng bà nức nở gọi tên cha cô thì trong đầu liền ngay lập tức nghĩ rằng hoài đã làm gì đó rồi cô bấu chặt lấy tay bình gấp gáp nói hoài hoài tới nhà mình rồi bên nhà không biết đã có chuyện gì mà mẹ mình khóc kêu cha mình dữ lắm, mình phải về ngay, mình phải về nhà ngay, chắc phải giết chết cha mẹ mình quá. anh cả bình nghe vậy liền bảo để anh đi đợi công an, còn anh hai bên ba thì mỗi người chạy một xe chờ hai người tới nhà an. trước khi đi còn dặn nếu có gì thì phải gọi cho công an ngay lập tức. an đợi không kịp nữa quay người chạy đi, ba anh em bình nối đuôi chạy theo phía sau vì chuyện rất gấp mà hai anh của Bình đều chạy vượt tốc độ trong tiếng gió, An có thể nghe được thoang thoảng bên tai tiếng hú còi của xe cảnh sát giao thông nhưng cô không mảy may quan tâm toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt hết lên mặt đường một lòng thầm mong con đường về nhà hãy thu ngắn thêm một chút trong lòng đối như tơ vò khiến An bắt đầu suy nghĩ lung tung cô nghĩ đến cảnh tượng vừa ám ảnh mình khi nãy trong căn nhà sập sệ kia lại liên tưởng đến việc Hoài đang ở nhà mình và tiếng hét kinh người của mẹ cô khi nãy. Nghĩ đến việc bản thân vừa bước vào nhà, liền thấy cảnh tượng cha mẹ bị hại giống y như Đức. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cô đã không dám nghĩ nữa. Cả người vừa lo vừa sợ mà run lên dữ dội, bàn tay cô khẽ siết chặt vạt áo của người phía trước, khiến anh của Bình bất giác lại tăng tốc hơn nữa. Nhờ tốc độ kinh người mà anh đã về tới nhà chỉ trong vòng 15 phút, cô như con thiêu thân lao vào trong mặc kệ hoài có là một kẻ giết người với cách thức vô cùng tàn nhẫn cả căn nhà hiện lên một vẻ yên tĩnh nhìn không giống như đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng vì vậy lại càng khiến an thêm lo lắng cô chạy như bay vào nhà lúc xông đến phòng khách cảnh tượng trước mắt khiến cô như chết lặng cha mẹ cô đều đang nằm bất động trên sàn nhà dưới chân mẹ cô đang chạy ra rất nhiều máu Bà đau đớn ôm lấy chân của mình Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ Giống như đã hoàn toàn kiệt sức Nằm cách bà không xa Cha cô thì không nhúc nhích gì cả Bên cạnh ông là mấy bái nôn toàn là nước vàng Không đã ngất đi trong khi tay ôm chặt lấy bụng Trên bàn có một chai thuốc trừ sâu Ly cà phê cha cô đang uống dở ngã lăn trên bàn Nước cà phê rơi xuống hòa với máu trên sàn An điên tiết hét vào mặt hoài Cậu đã làm gì cha mẹ tôi Đồ giết người Tránh xa khỏi cha mẹ tôi ngay Đây là lần đầu tiên Hoài nhìn thấy An tức giận như vậy Cô dường như không cảm thấy bản thân mình đã làm gì sai Ngờ vực khỏi Sao cậu lại tức giận như vậy Không phải cậu nói ở trong nhà này rất mệt sao Cha mẹ cậu bắt cậu phải cưới người mình không yêu Ép cậu làm những chuyện không thích Còn không cho cậu chơi với mình nữa Họ là người sai Tại sao cậu lại tức giận với mình an chưa từng thấy ghét ai tới mức như vậy cô thậm chí đã muốn nhào đến đâm cho hoài một dao khi nhìn thấy thảm trạng của cha mẹ mình thế nhưng dáng vẻ bình chân như vậy của hoài đã nhắc nhở cô rằng người trước mắt không phải là người bình thường cô ta là một người bị tâm thần an hít sâu một hơi bên tai như có người nói gì đó cô đột nhiên thay đổi giọng điệu dịu lại chân thành nói đúng vậy mình mệt mỏi lắm nhờ cậu mà giờ mình thấy thoải mái lắm không phải cậu nói muốn đi tới nơi khác sống sao cậu còn muốn đi không đợi trời tối thì không bắt được xe nữa đâu nghe an nói muốn cùng rời đi với mình hoài trở nên vui vẻ ngay lập tức cô không dám tin hỏi lại cậu chịu đi với mình thiệt sao vậy mình đã trở thành người bạn thân nhất đặc biệt nhất của cậu rồi phải không cả người an run lên tiếng khóc nghẹn kìm nén quá lâu khiến cô sắp không chịu được giọng khản đặc lại nói phải cậu là bạn thân nhất thân nhất của mình là người bạn đặc biệt nhất của mình hoài quay người từng bước đi tới gần chỗ ăn giọng vui sướng khó tả nhiều lần xác nhận lại cậu sẽ không bỏ rơi mình phải không cậu sẽ luôn ở bên cạnh mình phải không ăn gật đầu như gà mổ thóc Bàn tay cô vươn về trước muốn đón lấy Hoài đang từng bước tới gần. Tay phải của Hoài cầm con dao thái đã dính đầy máu, cũng theo đó đưa ra. Mặt thấy vết máu chói mắt lại biết đó là máu của ai, khiến An không nhịn được nấc lên một tiếng. Cánh tay cũng bắt đầu run lên dữ rồi Nhưng Hoài đã bị sự công nhận của An che mở lý trí, nên không nhận ra sự khác thường của An. Con dao trên tay vướng bận bị cô quăng ra chỗ khác bàn tay dính đầy máu được cô chùi đại xuống quần từng động tác đều trông rất tự nhiên giống như thứ cô vừa cầm trên tay chỉ là một nhánh cây hay thứ vừa lau đi chỉ là một vết nước bẩn đục vậy khi hai người chỉ còn cách nhau vài bước chân từ phía sau an đột nhiên xông ra hai người cảnh sát với sức lực đã qua đào tạo cùng kỹ năng đỉnh cao chuyên nghiệp mỗi người nắm lấy một bên tay hoài dễ dàng chế trụ được cô an lập tức rút tay lại lướt qua người hoài chạy tới chỗ cha mẹ mình. Hoài lúc này mới nhận ra mình đã bị dụ liền trở nên kích động. Tay chân vùng lên loạn xạ, khiến hai người cảnh sát cũng xém không giữ được cô. Miệng gào lớn về phía An. Cậu lừa tôi, cậu lại lừa tôi. Không phải cậu nói mình đặc biệt nhất sao? Không phải cậu nói không bao giờ bỏ rơi mình sao? Là cậu chủ động muốn kết thân với mình mà. Là cậu lên tiếng trước mà. An nắm lấy tay mẹ mình, nước mắt đầy mặt. Nhận được cái lắc đầu tỏ ý không sao của bà thì mới hơi yên tâm. Đối mặt với sự chất vấn của Hoài chỉ lạnh lùng nói. Tôi ước gì có thể quay lại ngày hôm đó. Dù có bị kẻ dao vào cổ cũng sẽ không lại gần người như cậu. Cậu là đồ điên, đồ giết người. Mấy chú mang cậu ta đi nhốt lại đi. Cậu ta đã giết người đó rồi. Hai người cảnh sát giao thông này vẫn chưa hiểu hết được tình hình. Họ chỉ đang ở trên đường làm nhiệm vụ của mình. Thấy có người chạy quá tốc độ Thổi còi mà không dừng nên mới đuổi theo Ai biết được lại phát giác Một vụ tấn công người như này Giờ lại thêm một vụ giết người nữa sao Hoài liên tục quẫy đạp Khiến hai người cảnh sát không còn cách nào Phải đè cô xuống sàn Một người trong đó nhanh chóng gọi người đến hỗ trợ Ngay lúc đó Tiếng còi xe cấp cứu từ bên ngoài truyền tới Bình và anh của cô cũng thấy tình hình đã được khống chế, liền chạy tới giúp đỡ anh đưa cha mẹ ra xe. Chỉ có Hoài nằm trên đất nhìn mấy người tất bật lướt qua mắt. Ai cũng không nhìn tới cô, ai cũng không quan tâm tới cô. Cô lại bị bỏ rơi lần nữa rồi sao? Hoài nghiến chặt răng, trong mắt đều là tơ máu, hai mắt trường to vô cùng đáng sợ, hét lớn ra cửa. Các người đều lừa tôi, tôi sẽ giết sạch hết các người. Cha mẹ An được đưa đến bệnh viện, mẹ an bị hoài đâm một dao vào bắp đùi vì muốn chạy trốn mất máu nhiều nhưng không nguy hiểm cha an vì bị, bị hoài bỏ thuốc trừ sâu vào cà phê triệu chứng ngộ độc phát tác khiến bụng ông đau đớn dữ dội và bắt đầu nôn mửa cả người co giật rồi ngất đi chính vì thấy chồng mình như vậy nên mẹ an mới la lớn nhưng trong cái rủi cũng có cái may cha an mỗi lần uống cà phê đều chỉ thích nhấp môi từ từ thưởng thức cái vị nửa đắng nửa ngọt kia nên lượng thuốc trừ sâu trong người ông không nhiều. Chỉ là do người lớn tuổi sức khỏe kém, hơn nữa cha ăn còn có tiền sự bệnh dạ dày nên mới đau đến bất tỉnh nhân sự như vậy. Sau khi được bác sĩ chẩn đoán và điều trị hợp lý, chỉ mấy tiếng sau thì ông đã khỏe lên. Cái chết của Đức cũng nhanh chóng được thông báo cho hai ông bà, khiến bọn họ đều không dám tin rằng bản thân đã sống sót dưới tay một kẻ giết người thực thụ nhưng một nhà ba người của an dường như không cảm thương gì mấy cho cái kết của đức không ai biết bên trong đó đã xảy ra những gì nhưng bọn họ đều cho rằng là gá tự làm tự chịu hai ngày sau khi cha mẹ an trở về từ bệnh viện thì thiên cũng tỉnh lại mặc dù cô vẫn chưa khỏe nhưng cơ bản đã nhận biết được mặt người nhận ra được mẹ mình và cả an điều khiến an không dám tin chính là việc thiên bị thương cũng là do hoài làm Khoảnh khắc đèn pha của xe máy chiếu vào mặt hoài đã bị Thiên nhìn thấy được. Chỉ là sau đó cô đã rơi vào hôn mê nên không kịp nói cho ai biết. Hoài bị đưa đến đồn công an địa phương 3 ngày thì được chuyển qua nơi giam giữ tạm thời trong khi đợi bên công an hoàn thiện giấy tờ. Ở đó cô đã gặp được cha mẹ ruột của mình. Hai người họ được công an triệu tập tới sau khi tội trạng của Hoài được làm rõ. Đã 10 năm trôi qua, hai người họ đã thay đổi rất nhiều có lẽ cả hai cũng đã sớm quên mất mình có đứa con gái này cho tới khi nhận được cuộc gọi từ đồn mẹ hoài đã sớm kết hôn còn sinh cho chồng mới một trai một gái bà vốn xinh đẹp bên nhà chồng mới lại rất giàu lo cho bà từng chân tóc đến kẽ răng hai đứa con một đứa ba tuổi một đứa năm tuổi cũng vô cùng hiếu thuận và ngoan ngoãn lúc bà đi tới đây cũng là do tài xế của gia đình trở tới cha hoài cũng không thua kém gì ông ra ngoài làm việc hai năm liền dẫn theo một người phụ nữ về một năm sau thì sinh ra một đứa con trai bà nội hoài đối mặt với đứa con dâu từ trên trời rơi xuống này chẳng những không oán trách ghét bỏ ngược lại còn rất yêu thương xem chẳng khác thì con gái ruột mà đối đãi hoài ngồi dưới sàn như một con rối đứt dây bên cạnh còn có một nữ công an canh giữ bởi trước đó cô nhiều lần tự làm mình tự thương khi thì tự cắn vào tay, đập đầu vào tường đến toát đầu chảy máu. Hiện tại chẳng ai dám để cô ở một mình nữa. Bốn năm người trong đồn xoay tua, cứ hết người này đến người kia ngồi cùng cô ở trong phòng giam. Nếu lỡ có gì khác thường thì có thể lập tức ngăn cản. Lúc nhìn thấy cha mẹ ruột, hoài như biến thành một đứa trẻ, cô nhảy tưng lên trong phòng giam, miệng reo hò vô cùng hào hứng. Nhảy xong mấy vòng thì chạy tới cạnh khung cửa sổ nhỏ lớn tiếng gọi hai người đang đứng bên ngoài thế nhưng hai người họ chẳng thèm mày may để ý tới cô chỉ liếc qua một cái rồi rời đi mặc cho hoài ở phía sau kêu gào khản cổ mẹ ơi cha ơi con ở đây con ở đây mà hai người đưa con đi với con sẽ ngoan mà đừng bỏ con lại nữa mà cha ơi mẹ ơi tiếng kêu của hoài khiến mấy người có mặt ở đó đều rơm rớm nước mắt ngoại trừ hai người cha mẹ kia Cha mẹ Hoài được đưa ra ngoài để làm một số giấy tờ liên quan. Lúc nhìn thấy tên mình đặt ở tên mẹ trên giấy khai sinh của Hoài, mẹ Hoài không nhịn được tặc lưỡi phàn nàn. Đúng là báo đời mà, không ngờ nó còn dám giết người nữa. Biết vậy hồi xưa đừng có đe nó ra làm gì, đúng là tai bay vạ gió mà. Nữ công an ngồi đối diện nghe mẹ Hoài nói vậy, tự dưng cảm thấy có gì đó nghẹn ở lồng ngực. Cô đập tay xuống bàn, giận dữ nói. Cô nằm mẹ mà nói chuyện kiểu vậy đó hả? Cái gì mà biết vậy đừng đẻ ra. Cái gì mà tay bay vạ gió. Nếu không phải tại hai người làm cha mẹ vô trách nhiệm như hai người, thì con bé có đi tới bước đường này hay không? Mẹ Hoài đột nhiên bị mắng liền xấu hổ đỏ cả mặt, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Cô nói cái gì vậy? Tôi đẻ nó ra đã là một công ơn không gì trả được rồi. Tôi nằm mẹ nó thì sao? Tôi không có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình sao? Do cô không nói tới thằng cha nó kìa. Cha Hoài đang ngồi bên cạnh từ đầu vẫn chưa nói lời nào. Đột nhiên bị kéo vào cũng gân cổ lên thanh minh cho mình. Nói tới tôi làm gì? Cô đẻ ra thì cô phải nuôi chứ. Trên đời có ai làm mẹ mà lại bỏ con chứ. Còn nói về quyền theo đuổi hạnh phúc. Cô có thì tôi không có à? Lần này không chỉ là nữ công an kia. Mà hầu hết những người có mặt ở đó đều không kìm được sự giận dữ. Người đứng ở đó đa số đều đã có vợ. Có người còn có con trong cuộc sống hôn nhân mâu thuẫn cãi nhau là chuyện bình thường có người còn tính cả chuyện ly hôn nhưng họ vẫn chọn ở lại vì con thậm chí đã nghĩ tới việc nếu ly hôn thì sống chết gì cũng phải đem theo con của mình hai người trước mặt này thật sự khiến bọn họ phải mở rộng tầm mắt một công dân đến làm giấy tờ cũng là một người mẹ đơn thân nghe được cuộc đối thoại của hai vợ chồng kia thì phát cáu giận điên lên chỉ tay thẳng mặt mà mắng Hai người có là con người hay không Là người thì không nên nói mấy lời đó Là cha mẹ thì càng không nên nói mấy lời đó Cái gì là quyền theo đuổi hạnh phúc Từ khi hai người có con Thì mỗi một chuyện trong đời hai người phải làm Đều phải đặt con cái lên hàng đầu Còn nhắm không làm được Thì lúc nó từ trong trứng hãy tuyệt diệt nó đi Cả hai người Toàn là đồ vô trách nhiệm Đồ bỏ con và bày đặt biện minh thanh Thanh bạch lắm Nghe thấy là bùng lung bùng cái lỗ tai rồi đó Con mang nhục chưa Chứ tôi nhìn hai người ai cũng đạo mạo gọn gàng Trên người quần la áo lụa mà phun ra câu nào cũng toàn mùi cứt heo Tôi mang nhục dùm luôn đó Tiếng người phụ nữ oang oang trong phòng khiến cha mẹ hoài ngượng đỏ mặt Chỉ có thể im lặng ngồi một góc Được công an bảo dạ là dạ, bảo a là a Một từ cũng không dám hó hé Lúc này hoài được mấy đồng chí dẫn từ trong buồng giam ra ngoài Cô được đưa đến một bệnh viện tâm thần để thăm khám nếu bác sĩ phán cô tâm thần bất ổn thì nơi tiếp theo hoài đến sẽ không phải là nhà giam nữa những người có mặt ở đó nhìn theo hoài với niềm cảm thương sâu sắc điều đáng nói chính là khi được đưa ra ngoài và nhìn thấy cha mẹ mình hoài đã nở một nụ cười thật rạng rỡ sự kích động và điên cuồng ban đầu đã hoàn toàn biến mất trên người cô dường như trong suy nghĩ của cô chỉ cần cô ngoan thì cha mẹ sẽ không bỏ cô lại nữa cho đến khi Hoài được đưa lên xe Cánh cửa xe đóng lại mà cha mẹ cô vẫn không nhìn qua cô một cái Thì cô đã biết Lần này cô lại bị vứt bỏ nữa rồi Xe cảnh sát rầm rì khởi động rồi chậm chậm lăn bánh Hoài rơi vào trạng thái kích động tột bậc Cô nhào đến cửa xe đã bị hàng lại bằng mấy thanh sắt Đầu cố gắng chui ra ngoài Miệng lớn tiếng gào gọi cha mẹ Cha ơi, mẹ ơi, hai người đừng đi mà Đừng bỏ con lại mà, còn không muốn ở một mình nữa đâu Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ Bên tai ai cũng chỉ còn lại tiếng kêu cháy họng của Hoài Người mẹ đơn thân khi nãy vẫn còn lớn tiếng mắng cha mẹ Hoài không kịp vuốt mặt Giờ lại oa oa khóc như một đứa trẻ Một khi đã là cha mẹ thì mặc định bạn phải mạnh mẽ hơn người khác vì lúc đó bạn phải san sẻ phân nửa cuộc đời của mình cho đứa con. Bạn có quyền mưu cầu hạnh phúc, có quyền tìm kiếm tự do, nhưng phải dựa trên nền tảng là cùng với đứa con của bạn hy sinh mà không than trách san sẻ mà không đòi hỏi yêu thương mà không cần hồi đáp đó mới chính là cách một người đàn ông trở thành cha một người phụ nữ trở thành mẹ bạn có bao giờ nghĩ một đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương không có cha mẹ đồng hành thì sẽ trưởng thành như thế nào chưa câu chuyện đến đây là kết thúc và thực sự cảm ơn Huỳnh Thiên Hương rất nhiều Không chỉ là một người tác giả viết chuyện rất hay, rất đa dạng và phong phú Nhưng ngoài ra Huỳnh Thiên Hương luôn luôn đem tới cho chúng ta những bài học thực sự rất là đắt giá Những bài học rất là ý nghĩa trong cuộc sống này Để lại những lời bình luận để cảm ơn tới người tác giả rất tài năng này nhé Còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả quý vị Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc.